Kiếm vực vô địch, Dương Diệp. Tập 64. Dương Diệp nói, ta cũng không có trông cậy vào nó có thể giúp ta tăng lên tới bán thánh, chỉ cần có thể tăng thêm một cấp là đủ làm ta thỏa mãn rồi. Trong người hắn hiện tại có rất ít hồng mông tử khí, căn bản không đủ làm 1000 khôi lỗi bán thánh tăng lên tới bán thánh trung cấp, bởi vậy, hắn chỉ có thể tăng cảnh giới lên, bởi vì sau khi tăng cảnh giới lên sẽ có được rất nhiều hồng mông tử khí. Kiếm Linh nói, ta cảm giác được, khí tức sinh mệnh tại thánh địa đã càng ngày càng ít, nhiều nhất nửa tháng, trừ cổ thánh thành ra, tất cả mọi người khẳng định đều chết hết, khi đó, đó là thời điểm huyền giả đại lục đối mặt với sinh tử tồn vong. Dương Diệp nói, ngươi muốn nói cái gì? Kiếm Linh nói, ngươi có được hồng mông tử khí, tuy thực lực không phải bán thánh, nhưng lại mạnh hơn bán thánh. Chỉ cần ngươi buông tha người của huyền giả đại lục, chờ thánh địa và huyền giả nghịch loại lợi dụng huyết khí sát khí cùng oán khí của những người này đánh vỡ thiên lộ, ngươi hoàn toàn có cơ hội thừa cơ thoát đi ra khỏi thế giới này. Ta biết rõ, ngươi sẽ không buông tha các nữ nhân của mình, nhưng ngươi có thể thu bọn họ vào trong hồng mông tháp, kể từ đó, ngươi và nữ nhân của mình đều có thể sống sót, lại có thể không cần đối đầu với người thiên ngoại thiên, chẳng phải sẽ vẹn toàn đôi bên. Dương Diệp nhìn Kiếm Linh, sau đó nói, ta không phải chúa cứu thế, cũng không muốn làm chúa cứu thế. Lần này thánh địa chết không biết bao nhiêu người, nhưng trong nội tâm của ta không có một chút cảm giác nào. Huyền giả nghịch loại có thể giết người thánh địa, ta cũng có thể ngồi nhìn huyền giả nghịch loại đồ sát người thánh địa, nhưng bọn chúng muốn giết người huyền giả đại lục thì không được. Vì cái gì? Kiếm Linh trầm giọng nói. Dương Diệp nói. Đã từng, ta đã nói với người huyền giả đại lục rằng, nếu bọn họ đi theo ta, cho dù là thời điểm nào, ta cũng không buông tha bọn họ. Yêu Hoàng, Thủy Hoàng, còn có Kiếm Tông, còn có Đinh Gia. Bọn họ từng theo ta khi ta khó khăn nhất, bọn họ không phản bội ta khi ta yếu nhất, ta làm sao có thể buông bỏ bọn họ khi nguy nan. Ta mà buông tha bọn họ thật sự sẽ chết. Ta cho rằng mạng của một ít người như rơm rác, nhưng mạng của một ít người lại đáng giá ta thủ hộ quên mình. Cho dù cuối cùng ta thất bại và chết, nhưng ta sẽ không hối hận. Nói đến đây, Dương Diệp lại nói. Nam nhân, không hổ thẹn với thiên địa, không hổ thẹn với bản tâm. Người lấn ta, nhục ta, ta sẽ trả lại gấp 10 lần, nhưng người giúp ta, ta cũng hoàn lại gấp 10 lần. Đi đi, người rất nam nhân, người rất lợi hại, ta muốn xem ngươi làm sao đấu với người thánh địa và huyền giả nghịch loại. Kiếm Linh tức giận lườm Dương Diệp, sau đó bắt đầu luyện chế kiếm nô. Dương Diệp lắc đầu, dường như hắn nhớ tới cái gì, hắn nói. Kiếm Linh, ta đã gặp qua chủ nhân trước kia của ngươi. Sắc mặt Kiếm Linh thay đổi biến thành âm tàn, trong mắt càng sinh ra sát ý. Dương Diệp thấp giọng thở dài, nói. Hắn bảo ta nói với ngươi một câu, nói chuyện lúc trước, là hắn thật sự xin lỗi ngươi, ngươi. Câm miệng. Đột nhiên Kiếm Linh điểm một chút, một đạo kiếm quang đánh vào ngực Dương Diệp, đánh Dương Diệp bay ra ngoài. Bành. Sau khi bay vài trăm trượng và đâm vào một ngọn núi nhỏ, Dương Diệp mới dừng lại, cuối cùng hắn mới rơi xuống mặt đất. Ngươi! Dương Diệp vừa đứng lên, mà lúc này, Kiếm Linh đã xuất hiện trước mặt hắn, cùng lúc đó, một thanh kiếm đã đặt lên yết hầu của hắn. Hắn ở nơi nào? Kiếm Linh nhìn chằm chằm vào Dương Diệp, trong mắt không có chút tình cảm nào, giọng nói lạnh như băng hàn vạn năm. Chết! Dương Diệp nói. Hồn phi phách tán. Chết sao? Kiếm Linh nao nao, sau đó nàng cười to như điên. Dương Diệp thấp giọng thở dài, Kiếm Linh càng như vậy, hắn càng hiểu cảm tình giữa Kiếm Linh và chủ nhân lúc trước rất tốt, nhưng thật đáng tiếc, đối phương vì thủ hộ huyền giả đại lục mà hy sinh nàng, cũng chính bởi vì như thế, Kiếm Linh mới oán hận như vậy. Đây là thanh kiếm đáng thương. Dương Diệp nói, ta biết ngươi khẳng định không muốn có thêm chủ nhân, ta cũng không muốn làm chủ nhân của ngươi. Nếu ngươi muốn rời đi, tùy thời có thể, đương nhiên, nếu như ngươi bây giờ có thể lưu lại, như vậy tốt nhất, bởi vì ta thật sự cần ngươi trợ giúp. Nếu như hiện tại hy sinh ta có thể cứu huyền giả đại lục, ngươi sẽ làm như thế nào? Đột nhiên Kiếm Linh nhìn thẳng Dương Diệp. Dương Diệp lắc đầu, không chần chờ chút nào, nói. Ta sẽ không hy sinh ngươi, ta sẽ dùng phương thức của chính mình đi cứu huyền giả đại lục, mà không phải dựa vào hy sinh người nào đó để làm được. Đương nhiên, nếu như hy sinh người thánh địa thì ta không do dự làm ngay. Kiếm Linh cười lạnh một tiếng,
trên mặt đầy thần sắc không tin. Dương Diệp khoát tay, nói. Ngươi không tin thì thôi. Nhớ kỹ, giữa chúng ta chỉ là hợp tác, chờ hợp tác xong, ta sẽ bỏ mặc ngươi. Kiếm Linh lạnh lùng nhìn Dương Diệp, nhưng sau đó nàng xoay người luyện chế kiếm nô. Rõ ràng là một thanh kiếm, tại sao lại giống nữ nhân như thế? Dương Diệp lắc đầu, hắn không xoắn suýt vấn đề này, hắn nuốt tiên linh quả vừa vào cổ họng đã hóa thành linh khí chạy khắp người Dương Diệp. Hắn lại trực tiếp tấn cấp. Hoàng giả cảnh bát phẩm. Lúc này đột phá, làm cho Dương Diệp ngạc nhiên. Hắn không ngờ tiên linh quả lại khủng bố như thế, chỉ vừa ăn vào đã bạo phát lực lượng giúp hắn đột phá hoàng giả cảnh bát phẩm. Sau khi khiếp sợ là mừng như điên, bởi vì hắn phát hiện, sau khi đột phá, trong cơ thể sinh ra rất nhiều hồng mông tử khí. Dương Diệp có cảm giác, dường như hồng mông tháp đang thúc giục hắn tu luyện. Để thăng một cấp thì cấp cho hồng mông tử khí, để thăng một cấp, lại cho một ít. Cho nên hắn không thể không dốc sức liều mạng tăng thực lực của chính mình, bởi vì hồng mông tử khí là đồ vật cứu mạng hắn. Tĩnh khí tập trung tư tưởng, Dương Diệp thanh trừ tạp niệm trong đầu, chuyên tâm tu luyện. Cổ Thánh Thành. Hà Chí Tôn và Mộc Chí Tôn đứng ở cửa thành, hai người dẫn theo 50 lão giả áo bào trắng, mỗi một lão giả áo bào trắng đều là bán thánh trung cấp. Hà Chí Tôn nhìn 100 lão giả áo bào trắng, nói. Chư vị. Ta rất rõ ràng thực lực các ngươi, nếu các ngươi liên thủ, ta và Lão Mộc cũng không thể chống cự. Nhưng ta muốn nói là, lúc các ngươi gặp được Dương Diệp phải cẩn thận càng không thể tự tiện động thủ. Người này mặc dù chỉ là hoàng giả cảnh, nhưng kỳ thật thực lực đã có thể chém giết cường giả bán thánh, tăng thêm có trấn giới thạch và khôi lỗi bán thánh tại, cho dù là bán thánh trung cấp cũng không phải đối thủ của hắn. Nói đến đây, Hà Chí Tôn lại nói. Kẻ này lại nhiều lần đối nghịch với thánh địa. Hôm nay lại làm thánh địa tổn thất thảm trọng, nếu không phải trừ bỏ hắn, thánh địa chúng ta không chỉ không có cuộc sống bình an, càng không có mặt mũi gặp người. Hắn ẩn nấp công phu rất mạnh, nếu là cất giấu không đi ra, chúng ta không làm gì được hắn. Có một gã lão giả áo bào trắng trầm giọng nói. Hà Chí Tôn vung tay phải lên, trong tay mỗi lão giả áo bào trắng xuất hiện 5 cái phù lục, nói. Phù lục này là thánh quang phù do thần Mô Đại Sư vẽ. Nếu Dương Diệp hiện thân, chỉ cần xé phù lục này, trong vòng ngàn dặm, hắn thể ẩn nấp. Như thế dễ làm. Một lão giả áo bào trắng gật đầu. Hà Chí Tôn nhìn mọi người, nói. Nhắc nhở một lần cuối cùng, sau khi phát hiện Dương Diệp, nhớ lấy không nên khinh địch, càng không nên hành động thiếu suy nghĩ, nhất định phải truyền âm cho ta trước tiên. Hiểu. Mọi người ứng một tiếng, sau đó hóa thành trăm đạo hào quang bay về phía chân trời. Hà Chí Tôn thu hồi ánh mắt, trong mắt có một tia dữ tợn, nói. Dương Diệp, ta muốn ngươi chết không có chỗ chôn. Chấm chấm. Cách cổ thánh thành mấy vạn dặm, trong một ngọn núi sâu, một giọng nói vang lên. Người chu sát Dương Diệp, một viên thọ nguyên đan. Viên thuốc này, ta muốn. Một bóng người phóng thẳng lên trời, đảo mắt đã biến mất phía chân trời. Sau lưng bóng người này có vài bóng người bay lên. Chấm chấm chấm. Vô Danh Thành. Trong đại điện chỉ có 3 người, lão giả mù, thần mô, người không đầu người. Lúc này, Dương Diệp suýt nữa làm cho thánh địa cùng huyền giả nghịch loại lưỡng bại câu thương, nếu như là dĩ vãng, ta tự nhiên sẽ vui vẻ nhìn thấy. Nhưng hiện tại, tóm lại, người này chưa diệt trừ, có thể sẽ phá hư tính toán giữa chúng ta và thánh địa, còn có huyền giả nghịch loại. Lão giả mù trầm giọng nói. Huyền giả nghịch loại đã ra tay với thánh địa. Chúng ta cần gì phải nhúng tay? Người không đầu nói. Lão giả mù nói. Nhưng các vị đừng quên, trong tay Dương Diệp có trấn giới thạch nằm trong tay Dương Diệp, đối với chúng ta mà nói uy hiếp cũng chẳng phải lớn, nhưng nếu rơi vào trong tay huyền giả nghịch loại và thánh địa, khi đó, chúng ta sẽ bị người ta chế trụ. Người không đầu và thần mô im lặng. Lão giả mù lại nói. Cho nên, chân giới thạch tuyệt đối không thể rơi vào trong tay thánh địa cùng huyền giả nghịch loại, các ngươi cảm thấy thế nào? Ngươi muốn giết Dương Diệp? Ngươi không đầu hỏi. Ta chỉ muốn chân giới thạch. Lão giả mù nói. Đương nhiên, nếu như hắn không cho, ta chỉ có thể đoạt. Cho nên, hắn có thể sống hay không phải xem lựa chọn của chính hắn. Nói xong, lão giả mù quay người biến mất trong đại điện. Ngươi thấy thế nào? Ngươi không đầu hỏi. Huyết sông thiên lộ, thế không thể đỡ,
không ai có thể ngăn cản người thánh địa cùng huyền giả nghịch loại. Thần Mô nói, người không đầu đứng dậy, hắn đi ra khỏi đại điện. Người thánh địa đã chết gần hết, người vô danh thành cũng nên giải quyết. Chấm chấm chấm. Lúc này Dương Diệp không biết, bởi vì hắn gây ra chuyện tại cổ thánh thành đã làm mấy phương thế lực muốn đuổi giết hắn. Trên tảng đá, khí tức của Dương Diệp càng ngày càng mạnh, trong cơ thể hắn, năng lượng từ tiên linh quả không ngừng trùng kích ngũ tạng lục phủ. Mà hắn lại không ngừng hấp thu năng lượng đó. Cứ như vậy, ba ngày qua đi, oanh. Lúc này Dương Diệp vẫn ngồi dưới đất, hai mắt nhắm chặt như trước, hình như hắn đang tiêu hóa năng lượng còn sót tại, bởi vậy, chỉ có thể do Kiếm Dinh ra tay. Nhìn thấy trường thương, trong mắt Kiếm Kinh bắn ra một tia hàn quang, chân phải đạp xuống mặt đất, nàng hóa thành một thanh kiếm nghênh đón trường thương. Oanh! Một tiếng nổ và ớn vang vọng phía chân trời, sau đó Kiếm Kinh xuất hiện bên cạnh Dương Diệp cùng Đinh Thược Dược, phút này sắc mặt Kiếm Kinh tái nhợt dọa người, trong mắt nàng còn sinh ra sợ hãi. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Đinh Thược Dược cau mày, nàng muốn nói cái gì, Kiếm Kinh trực tiếp bấm pháp quyết. Sau đó mang theo Dương Diệp và nàng biến mất tại chỗ. Trong người Dương Diệp sinh ra khí tức khủng bố, cổ khí thế kia khuếch tán theo hình tròn, trong chốc lát, dùng Dương Diệp làm trung tâm, tất cả mọi thứ trong phương viên trăm dặm đều bị phá hủy. Hoàng giả cảnh cửu phẩm. Lúc này, Dương Diệp đã đạt tới hoàng giả cảnh cửu phẩm, khí thế trong người hắn không ngừng tăng lên. Kiếm Linh cùng Đinh Thược Dược xuất hiện bên cạnh Dương Diệp. Hắn đang xung kích bán thánh. Đinh Thược Dược trầm giọng hỏi, trong giọng nói mang theo vui mừng. Nếu như Dương Diệp đạt tới bán thánh, như vậy, cho dù là hai chí tôn cũng đừng mong giết hắn. Trong mắt Kiếm Linh sinh ra lo lắng, nói. Tuy thiên phú của hắn không tệ, nhưng hắn cuối cùng vẫn còn quá trẻ. Không có thời gian lắng đọng cùng cảm ngộ tinh thần, cưỡng ép đạt tới bán thánh, với hắn mà nói tạm thời có chỗ tốt rất lớn, nhưng sẽ chôn xuống mầm tai họa trong tương lai. Phải nói. Hắn đã chôn không ít mầm tai họa, bởi vì cảnh giới của hắn tăng lên quá nhanh. Nghe vậy, trong mắt Đinh Thược Dược không còn vui vẻ nữ, nói. Rất nghiêm trọng sao? Kiếm Linh nói. Ngươi có biết vì sao Minh Nữ là tôn giả cảnh? Với thiên phú của nàng ta, cho dù đạt tới bán thánh cũng dễ dàng. Nhưng nàng vẫn duy trì cảnh giới tôn giả cảnh, bởi vì nàng đang áp chế tốc độ tăng lên của mình, nàng muốn mình nước chảy thành sông đạt tới hoàng giả cảnh. Cuối cùng. Đạt tới bán thánh, tăng lên như vậy sẽ làm tương lai của nàng không có hạn chế, cũng sẽ giúp nàng có căn cơ vô cùng vững chắc. Có nên ngăn cản hắn không? Đinh Thược Dược nói. Kiếm Linh lắc đầu, nói. Hắn sẽ hiểu, hơn nữa, trừ phi có ngoại vật tương trợ, bằng không hắn không thể đạt tới bán thánh. Đinh Thược Dược khẽ gật đầu, ánh mắt nhìn về phía Dương Diệp mang theo một tia lo lắng. Khí tức trên người Dương Diệp liên tục tăng lên, cũng không lâu lắm. Khí tức trên người hắn dần dần vững vàng, nhìn thấy cảnh này, Kiếm Linh gật đầu, nói. Xem như trầm ổn, không có đi trùng kích bán thánh. Mà đúng lúc này, đột nhiên Kiếm Linh biến sắc, nàng nhìn về phía chân trời, nói. Không tốt, nơi này sinh ra động tĩnh quá lớn, có người phát hiện chúng ta. Nói xong, Kiếm Linh bấm kiếm quyết, ba kiếm trận hình tròn xuất hiện dưới chân ba người cũng biến mất tại chỗ. Khi ba người biến mất chưa tới 2 giây, Hà Chí Tôn và Mộc Chí Tôn mang theo 100 lão giả áo bào trắng xuất hiện tại vị trí ba người Dương Diệp vừa xuất hiện. Nhìn thấy nơi này trống trải, sắc mặt đám người Hà Chí Tôn biến thành âm trầm. Tìm, hắn chạy không xa. Khi Hà Chí Tôn dứt lời, mọi người trực tiếp xé rách không gian biến mất tại chỗ. Sau khi thi triển kiếm độn 3 lần, Kiếm Linh mới dừng lại. Lúc này, thánh địa phái rất nhiều cường giả đến. Trừ hai đại chí tôn ra, còn có gần 100 bán thánh trung cấp, không chỉ có như thế, ta còn cảm giác được khí tức mờ mịt. Kiếm Linh nói xong lời này, đột nhiên, nàng mở to mắt, sau đó nàng ngẩng đầu nhìn lên hư không, sau đó không gian trước mặt ba người bị xé rách, một thanh trường thương xuyên qua không gian tấn công bọn họ. Tốc độ của trường thương cực nhanh, tăng thêm nó xuất kỳ bất ý, lúc này, Kiếm Linh căn bản không kịp thi triển ngũ hành kiếm độn. Lúc này Dương Diệp vẫn ngồi dưới đất. Hai mắt nhắm chặt như trước, hình như hắn đang tiêu hóa năng lượng còn sót lại, bởi vậy, chỉ có thể do Kiếm Linh ra tay. Nhìn thấy trường thương, trong mắt Kiếm Linh bắn ra một tia hàn quang, chân phải đạp xuống mặt đất, nàng hóa thành một thanh kiếm nghênh đón trường thương. Oanh!
Một tiếng nổ lớn vang vọng phía chân trời, sau đó kiếm linh xuất hiện bên cạnh Dương Diệp cùng Đinh Thực Dược, lúc này sắc mặt kiếm linh tái nhợt dọa người, trong mắt nàng còn sinh ra sợ hãi. Đinh Thực Dược cau mày, nàng muốn nói cái gì, kiếm linh trực tiếp bấm pháp quyết, sau đó mang theo Dương Diệp và nàng biến mất tại chỗ. Vào lúc ba người biến mất, một gã nam tử áo đen cầm thương xuất hiện tại vị trí ba người vừa đứng. Người chỉ cảnh ta muốn giết, chưa có người nào có thể chạy thoát. Nam tử áo đen đạp mạnh xuống đất, sau đó hắn biến mất tại chỗ. Nam tử áo đen vừa biến mất, lão giả mù lập tức xuất hiện tại vị trí nam tử áo đen vừa đứng, cùng lúc đó, đám người Hà Chí Tôn cũng xuất hiện tại nơi này. Nhìn thấy lão giả mù, trong mắt Hà Chí Tôn sinh ra một tia kinh ngạc, hắn lập tức nghĩ đến cái gì, ánh mắt đầy ý vị nhìn lão giả mù nhưng không nói gì. Người nọ là ai, thực lực thật mạnh. Lão giả mù nói, là huyền giả nghịch loại. Hà Chí Tôn nói, người này là một trong 10 thần tướng, ta không biết hắn đứng thứ mấy. Hừ, mặc kệ đứng thứ mấy, hắn dư sức giết Dương Diệp. Lão giả mù lắc đầu, nói, chúng ta nhiều người như vậy, cũng chỉ đuổi giết một gã hoàng giả cảnh. Sắc mặt Hà Chí Tôn biến thành khó coi, dù sao, nhiều người như vậy đuổi theo giết một hoàng giả cảnh, việc này chẳng vẻ vang gì. Đừng lãng phí thời gian, đi trễ, Dương Diệp có khả năng sẽ rơi vào trong tay huyền giả nghịch loại. Đột nhiên Mộc Chí Tôn nói. Hà Chí Tôn gật đầu, hắn và mọi người xé rách không gian rời đi. Lão giả mù cũng vội vàng đuổi theo. Ba người kiếm linh vừa xuất hiện, sắc mặt Đinh Thược Dược hoảng hốt, nói. Kiếm linh, ngươi. Bởi vì kiếm linh lúc này không chỉ có sắc mặt tái nhợt, hơn nữa thân thể còn biến thành trong suốt. Trốn, tại sao không trốn, ta còn chưa chơi chán đâu. Lúc này, nam tử áo đen xuất hiện cầm thương lại xuất hiện sau lưng ba người kiếm linh. Không sao, ta chơi với ngươi. Lúc này, Dương Diệp lên tiếng. Khi Dương Diệp dứt lời, một đạo kiếm quang xuất hiện. Vào lúc này, trường thương trong tay nam tử áo đen đâm về phía. Hắn, oanh, một tia lửa bắn ra từ mũi thương của nam tử áo đen, trường thương rung mạnh, kiếm quang biến mất. Nam tử áo đen khinh thường, đột nhiên đôi mắt hắn co rút dữ dội, bàn tay nắm trường thương buông lỏng, sau đó trường thương của hắn hóa thành bụi bặm. Lúc này, ba người Dương Diệp đã biến mất tại chỗ. Nam tử áo đen ngưng trọng nhìn tất cả, nhưng hắn càng kích động hưng phấn. Pháp tắc, tốt cho một Dương Diệp, không hổ là người làm cho đám gia hỏa thánh điện đau đầu. Trò chơi này mới thú vị. Nói xong, nam tử áo đen muốn đuổi theo, mà lúc này, đám người Hà Chí Tôn và lão giả mù xuất hiện ở giữa sân. Giết một hoàng giả cảnh, không ngờ thánh địa các ngươi lại huy động nhân lực như thế, thật sự là buồn cười, thật đáng buồn. Nam tử áo đen nhìn đám người Hà Chí Tôn, trong mắt mang theo mỉa mai và xem thường. Ngươi không thể cười, chẳng phải ngươi cũng thất thủ hay sao? Hà Chí Tôn lạnh lùng nói, cho dù một đánh một, hắn cũng không sợ người trước mắt, huống chi bên hắn người đông thế mạnh. Như vậy mới chơi thú vị. Nam tử áo đen nói. Hà Chí Tôn cười lạnh một tiếng, nói. Chúc ngươi may mắn, ngàn vạn đừng chơi chết chính mình đấy. Nếu như không phải Đao Quân có bàn giao, ta hiện tại càng muốn giết ngươi. Nam tử áo đen nhìn chằm chằm vào Hà Chí Tôn. Ngươi không làm được. Hà Chí Tôn nói. Nếu như không phải Thánh Chủ đã thông báo, hiện tại ta đã làm ngươi chết không chỗ chôn, cho ngươi hiểu các ngươi không có thân thể bất tử, kỳ thật cũng chẳng là gì cả. Chiến. Nam tử áo đen nói. Đến. Hà Chí Tôn nâng hai tay lên, hắn muốn ra tay. Mà lúc này lão giả mù tại biến mất tại chỗ, nhìn thấy cảnh này, nam tử áo đen cùng Hà Chí Tôn nheo mắt lại, hai người anh từng nhìn nhau, bọn họ lập tức thu tay không đánh nhau nữa. Trên người Dương Diệp có tuấn giới thạch, người nào cũng muốn đạt được tuấn giới thạch, tương lai sẽ có thêm quyền nói chuyện, bọn họ tự nhiên sẽ không tặng tuấn giới thạch cho đối phương. Chấm chấm chấm. Dương Diệp trốn vào mặt đất, sau đó hắn nấp trong hồng mông tháp. Bên ngoài hiện tại có 4 gã chí cường giả. Còn có cả trăm bán thánh trung cấp, một khi bị quấn lấy, cho dù hắn đạt tới hoàng giả cảnh cửu phẩm cũng chỉ có một con đường chết. Hắn cũng không nghĩ tới, lần này thánh địa cùng huyền giả nghịch lại liên hợp khởi tới giết hắn. Thánh địa và huyền giả nghịch loại, mặc dù không có liên thủ rõ rệt, nhưng không hề nghi ngờ, bọn họ đã đạt thành một loại hiệp nghị, huyền giả đại lục nguy rồi. Ngươi không sao chớ?
Trương Hồng Mông tháp, Dương Diệp nhìn kiếm linh trước mặt, hắn cau mày, bởi vì thân thể kiếm kinh lúc này đã biến thành trong suốt, việc này làm cho Dương Diệp cũng phải giật mình. Kiếm Dinh khẽ lắc đầu, nói. Ta chỉ bị hao tốn quá nhiều, chỉ có điều, ta trong thời gian ngắn không có biện pháp giúp ngươi. Nghe vậy, Dương Diệp thở ra một hơi, nói. Thật có lỗi. Đối với kiếm linh, trong lòng của hắn thực sự áy náy, bởi vì đối phương đã vì hắn mà suýt mất đi tính mạng. Kiếm linh nói. Giúp ngươi cũng vì chính ngươi, ngươi không cần xin lỗi. Kế tiếp ngươi chuẩn bị làm như thế nào? Ngươi cũng thấy rồi, thánh địa cùng huyền giả nghịch loại đã đạt thành một loại hiệp nghị, như ta sở liệu, bọn họ sẽ dùng thời gian ngắn nhất ra tay với huyền giả đại lục. Dương Diệp hít sâu một hơi, nói. Chuyện này còn chưa tới mức tuyệt vọng. Như thế nào, người còn có hậu chiêu? Kiếm Linh nói. Dương Diệp gật đầu, nói. Nghĩ ra một biện pháp, mặc dù có nguy hiểm, nhưng ta sẽ thử xem. Kiếm Linh nói. Không thử cũng không có biện pháp, ta sẽ ngủ say một thời gian, ta sẽ biến hóa thành cổ sao, người có thể dùng kiếm ý tẩm bổ cho ta. Trong lúc này, người cũng có thể thi triển Trảm Thiên Bạt kiếm thuật. Dùng thực lực của ngươi bây giờ có thể dùng một lần điệp ra ít nhất 25 đạo Trảm Thiên Bạt kiếm thuật, 25 đạo Trảm Thiên Bạt kiếm thuật, cho dù là bán thánh trung cấp cũng bị ngươi miểu sát. Nói xong, kiếm linh hóa thành cổ sao phiêu phù ở trước mặt Dương Diệp. Dương Diệp duỗi tay nắm chặt cổ sao, kiếm ý trong cơ thể rót vào trong cổ sao. Mọi sự cẩn thận, Ninh Thược Dược nói. Dương Diệp gật gật đầu, sau đó hắn rời khỏi Hồng Mông tháp. Dương Diệp cũng không có ra khỏi mặt đất, hắn tiến vào sâu trong lòng đất, sau khi đi được 2 giờ, lúc này dung nham nóng chảy hiện ra trong tầm mắt của hắn. Không do dự, Dương Diệp hóa thành tia sáng chui vào trong hào quang. Rất nhanh, mấy chục bán thánh xuất hiện trước mặt Dương Diệp. Dẫn ta đi gặp Tiểu Anh. Dương Diệp nói. Những đám lửa kia càng lúc càng lớn, hình như tại cảnh cáo. Mang ta đi. Dương Diệp nói chuyện hơi nặng, cùng lúc đó. Kiếm ý thập nhị trọng giống như thủy triều tuôn ra, hỏa diễm trên thân hỏa diễm ảm đạm đi nhiều. Đúng lúc này, đột nhiên Tiểu Anh xuất hiện trước mặt Dương Diệp, lúc đó xuất hiện mấy trăm đám lửa, trong đó toàn bộ là bán thánh, còn có vài chục tên bán thánh trung cấp. Ngươi đi tìm cái chết sao? Tiểu Anh bay tới trước mặt Dương Diệp cảm thấy nhiệt độ chung quanh tăng lên vài cha độ. Kiếm ý của Dương Diệp co rút lại hình thành màn hào quang kiếm ý bao trùm chính mình. Sau khi được kiếm ý bao phủ, cái kia độ ấm lập tức khôi phục bình thường. Nhìn thấy một màn này, trong mắt Tiểu Anh sinh ra thần thái kinh ngạc, nói. Không nghĩ tới trong khoảng thời gian ngắn không gặp, người đã đạt tới kiếm ý thiên giai nhị trọng, thực lực bản thân còn mạnh như thế, thật sự làm cho ta cảm thấy ngoài ý muốn. Lôi Lâm đâu? Dương Diệp cau mày hỏi, bởi vì hắn không có nhìn thấy bóng dáng của Lôi Lâm. Theo lý mà nói, Lôi Lâm biết rõ hắn đến. Nhất định sẽ đi ra. Ta thôn phệ. Tiểu Anh nhìn thẳng Dương Diệp, giọng nói không mang theo chút tình cảm nào. Bỗng nhiên đồng tử của Dương Diệp co rụt lại, kiếm ý trên người hắn càng cuồng bạo. Lúc này trong đầu Dương Diệp chỉ có sát ý cùng lệ khí, sát ý vô tận cùng lệ khí vô tận, đặc biệt khi nghĩ tới dáng dấp của Lôi Lâm. Là ta hại nàng, là ta hại nàng. Dương Diệp nói nhỏ giống như mất hồn, sau đó hắn nhìn Tiểu Anh. Ta sẽ làm tất cả các ngươi chôn cùng. Nói xong, Dương Diệp tiến lên phía trước một bước, hắn thi triển kiếm vực bao phủ chung quanh. Sau khi kiếm vực xuất hiện, sắc mặt Tiểu Anh thay đổi, mà đúng lúc này, vô số kiếm ý tuôn ra khỏi cơ thể Dương Diệp, vào thời khắc này, ánh mắt Tiểu Anh sinh ra thần thái hoảng sợ. Pháp tắc, ngươi lại lĩnh ngộ pháp tắc, nhanh dừng lại, nhanh thu tay lại, Lôi Lâm không có chết, ta lừa ngươi. Nghe vậy. Màu đỏ trong mắt Dương Diệp biến mất rất nhiều, đồng thời, kiếm ý dừng lại nhưng đã muộn, chung quanh có hơn 10 hỏa diễm bán thánh biến thành cho tàn. Chút ít cho tàn hóa thành tia lửa, trong mắt Tiểu Anh sinh ra kiêng kỵ cùng kinh hãi. Không chỉ có nàng, đám hỏa diễm bán thánh chung quanh cũng không dám tới gần. Sau nửa ngày, Dương Diệp bình tĩnh trở lại, hắn nhìn chằm chằm vào Tiểu Anh, nói. Bảo nàng tới gặp ta. Tiểu Anh hít sâu một hơi, nói. Nàng đang bế quan để trở thành cường giả bán thánh. Nói xong, đôi tay nàng hợp lại, dung nham nóng chảy phương xa tách ra, ở cuối nơi đó là một tòa đại điện, phía trên đại điện là vô số lôi cầu. Nhìn thấy cảnh này, Dương Diệp thở ra một hơi, sau đó nhìn Tiểu Anh, nói.
Thật có lỗi. Bị Dương Diệp giết hơn 10 bán thánh, Tiểu Anh sẽ không cho Dương Diệp sắc mặt tốt, nói. Nếu biết nàng không có việc gì, vậy ngươi có thể đi. Dương Diệp do dự, sau đó nói. Ta tới tìm ngươi trợ giúp. Không giúp. Tiểu Anh lạnh lùng nói. Dương Diệp cười khổ cười, nói. Ta thực không phải cố ý, ta nghe ngươi nói đã thôn phệ Lôi Lâm, ta thật sự không khống chế nổi chính mình. Ngươi rất lo lắng Lôi Lâm. Tiểu Anh nói. Dương Diệp nói. Ta xem nàng như em ruột của mình, gạch nối. Tiểu Anh nhìn nửa ngày, sau đó nói. Chuyện gì? Dương Diệp nói. Ngươi nên biết, ta là huyền giả đại lục, mà bây giờ, thánh địa cùng huyền giả nghịch loại sẽ phải đối với huyền giả đại lục ra tay, dùng ta huyền giả đại lục huyền giả thực lực, đánh tới cuối cùng, nhất định là muốn cả đoàn bị diệt, cho nên, ta hy vọng. Cho nên ngươi hy vọng ta giúp ngươi đối kháng thánh địa cùng huyền giả nghịch loại. Tiểu Anh cắt lời của Dương Diệp. Dương Diệp vội vàng gật đầu, hắn đang muốn nói chuyện, Tiểu Anh lại chỉ sang bên cạnh, nói. Thừa dịp ta hiện tại còn chưa cải biến chủ ý, lập tức đi. Dương Diệp. Tiểu Anh nói. Ta thật sự nghĩ mãi mà không rõ, tại sao người muốn đối kháng thánh địa cùng huyền giả nghịch loại, còn muốn lôi kéo ta xuống nước, ngươi xác định đầu óc ngươi không có vấn đề. Dương Diệp. Tiểu Anh lại nói. Thực lực của ngươi hiện tại không tệ, nhưng à ngươi cảm thấy ngươi có thể đối kháng với thánh địa cùng huyền giả nghịch loại sao? Huyền giả đại lục của ngươi không phải là đối thủ của bất cứ phe nào, ngươi bây giờ rời đi cho ta. Dương Diệp nói, ta tìm ngươi hỗ trợ, tự nhiên sẽ có chỗ tốt cho ngươi. Chỗ tốt gì cũng không dùng được. Tiểu Anh quyết đoán cự tuyệt. Dương Diệp thấp giọng thở dài, nói, có thể giúp ngươi đi tới thiên ngoại thiên, cũng vô dụng sao. Hắn hiện tại đang lừa dối, bởi vì mặc dù hắn có hồng mông tử khí. Nhưng hắn cũng không có nắm chắc ngày sau có thể đi tới thiên ngoại thiên. Thiên ngoại thiên. Tiểu Anh híp mắt, nói. Ngươi cho rằng ta là đứa trẻ 3 tuổi sao? Mà đúng lúc này, một đám lửa xuất hiện trước mặt Tiểu Anh, sau đó trong đám lửa sinh ra chấn động và chui vào trong đầu Tiểu Anh. Sau nửa ngày, Tiểu Anh ngẩng đầu nhìn Dương Diệp, nói. Biết rõ phát sinh chuyện gì không? Dương Diệp cau mày, nói. Cái gì? Tiểu Anh nói, huyền giả nghịch loại và thánh địa riêng phái ra 3.000 cường giả bán thánh tiến về vị trí truyền tống trận đi tới huyền giả đại lục, thánh địa và huyền giả nghịch muốn đánh huyền giả đại lục. Dương Diệp, huyền giả đại lục, hải tộc. Lúc này tất cả cường giả bán thánh trên huyền giả đại lục đều tập trung ở trên không hải tộc, ánh mắt bọn họ nhìn vào truyền tổng đài trên đảo nhỏ. Cầm đầu là Mạc Lão cùng Lục Đạo, bên cạnh Mạc Lão cùng Lục Đạo còn có nam tử bao phủ trong hắc khí. Nam tử này chính là ma đầu bị trấn áp dưới lôi trì. Không có phần thắng. Một giọng nói truyền ra từ hắc khí. Lục Đạo liếc mắt nhìn nam tử bao phủ trong hắc khí, nói. Chẳng lẽ Phạm Kha ngươi muốn đầu hàng? Đầu hàng. Phạm Kha suy cười một tiếng, nói. Ta bị thánh địa và đám tạp chủng thiên ngoại thiên trấn áp 10 vạn năm, đầu hàng. Ta còn chưa đê tiện tới mức đầu hàng bọn chúng. Lục Đạo cười khẽ, nói. Yên tâm, truyền tống đài này tối đa một lần chỉ có thể truyền tống 100 người, trừ phi bọn họ phái ra cường giả đỉnh cấp ngay từ đầu, bằng không đến bao nhiêu, giết bao nhiêu. Vạn nhất là bán thánh cao cấp của thánh địa thì sao? Phạm Sê Kha nói, chiến thôi, nhiều lắm thì chết, chẳng lẽ ngươi sợ? Lục Đạo nói, Phạm Kha nói, đầu tiên nói trước, nếu như đối phương phái cường giả đỉnh cấp tới đầu tiên, như vậy. Ta sẽ lập tức xoay người rời đi. Ta không sợ chết, nhưng không muốn chết vì các ngươi, lưu được núi xanh, không lo không có củi đốt. Đúng lúc này, truyền tống trận tỏa ra ánh sáng màu xanh lam, nhìn thấy cảnh này, người huyền giả đại lục như lâm đại địch, thần kinh căng thẳng như dây đàn. Rất nhanh, Hà Chí Tôn xuất hiện trên truyền tống trận. Bán thánh của huyền giả đại lục muốn ra tay cũng bị Lục Đạo ngăn cản. Hà Chí Tôn nhìn bốn phía, hắn cười khẽ, nói. Huyền giả đại lục chỉ có chút thực lực như vậy còn vọng tưởng chống cự thánh địa, thật sự là buồn cười đến cực điểm, nếu như không phải huyền giả nghịch loại, chúng ta diệt các ngươi trong nháy mắt. Ngươi tới, không phải chỉ trang bức đấy chứ? Lục Đạo nói. Hà Chí Tôn lạnh lùng nhìn Lục Đạo, nói. Bất kể như thế nào, đã từng là người một mạch, chúng ta cũng không muốn làm tuyệt,
hôm nay cho các vị ở đây một cơ hội, phàm là người nguyện ý đầu hàng, thánh địa ta sẽ bỏ qua chuyện cũ, không chỉ có như thế, chúng ta còn tiếp tục nhân các ngươi đi tới thánh địa. Nhớ kỹ, đây là cơ hội cuối cùng, nếu mất đi, các người chờ bị diệt tộc đi. Nghe vậy, rất nhiều cường giả bán thánh lập tức động tâm. Nhìn thấy cảnh này, trong mắt Lục Đạo bắn ra hàn quang, hắn muốn ra tay nhưng bị Mạc lão ngăn cản. Mạc lão lắc đầu, nói. Những người lòng mang nhị tâm lưu lại chỉ là tai họa, hiện tại cho bọn họ đi, như vậy tránh ngày sau giao thủ bị bọn họ quay giáo đâm một kích. Lục Đạo do dự, nhưng hắn vẫn gật đầu. Chưa qua bao lâu, một gã cường giả bán thánh đứng ra, nói. Thanh Nguyên Tông ta nguyện ý tiến về thánh địa. Khi tên cường giả bán thánh này đứng ra, rất nhanh lại có một gã cường giả bán thánh đứng ra, nói. Vô Cực Tông ta nguyện ý tiến về thánh địa. Cốc Gia ta nguyện ý tiến về thánh địa. Rất nhanh, trong trang trừ cường giả bán thánh của hải tộc, ma tộc, yêu tộc không có đầu hàng ra, các thế gia, tông môn nhân tộc có bán thánh đều đầu hàng. Sắc mặt Mạc lão cùng Lục Đạo khó coi, hai người bọn họ biết rõ, đối mặt với áp lực tới từ thánh địa cùng huyền giả nghịch loại, rất nhiều người nhất định không thừa nhận nổi và đầu hàng, nhưng bọn họ không nghĩ tới, lại có thể có nhiều như vậy, cường giả bán thánh tại huyền giả đại lục giảm đi tới 7 thành. Lấy cái gì chống cự thánh địa cùng huyền giả nghịch loại? Sắc mặt Hà Chí Tôn vui vẻ càng đậm, hắn cũng không phải sợ Lục Đạo cùng Mạc lão hiện tại ra tay, bởi vì hắn hiện tại đã đứng trên truyền tống đài. Chỉ cần muốn, hắn có thể lập tức rời khỏi huyền giả đại lục. Hơn nữa trải qua việc này, rất nhiều người trên huyền giả đại lục đã có nhị tâm, nếu như Mạc lão cùng Lục Đạo hiện tại ra tay, vô cùng có khả năng bị đám cường giả bán thánh kia quay giáo một kích. Hắn không có sợ hãi. Đúng lúc này, một gã lão giả đột nhiên đứng ra, sau khi lão giả này đứng ra, sắc mặt Lục Đạo cùng Mạc lão thay đổi. Chẳng lẽ Đinh gia cũng muốn đầu hàng? Lục Đạo trầm giọng nói. Lão giả kia do dự một hồi, hắn nói. Lục tiền bối, người có chí riêng, còn hy vọng cho Đinh gia ta một cơ hội sống sót. Đinh Nguyên, nhà đầu thược dược sẽ không đồng ý. Lục Đạo nói. Đinh Nguyên nói. Ta mới là gia chủ Đinh gia. Nói xong, hắn quay người nhìn về phía Hà Chí Tôn, hắn hơi thi lễ, nói. Hà Chí Tôn, mặc dù chúng ta không có đạt tới bán thánh, nhưng cũng hy vọng có thể đầu nhập vào thánh địa. Cùng tiến thối với thánh địa, không biết Hà Chí Tôn có thể tiếp nhận chúng ta. Đương nhiên, hoan nghênh các người đến. Hà Chí Tôn cười nói. Nếu như chư vị nguyện ý, cho dù không có đạt tới bán thánh cũng có thể mang theo người của các ngươi tới thánh địa. Tại đó, các ngươi không cần chờ đợi trong lo lắng, cũng không cần lo lắng huyền giả nghịch loại, bởi vì, thánh địa là chỗ dựa của các ngươi. Nghe được Hà Chí Tôn nói thế, rất nhiều người đã không thể bình tĩnh. Ma tộc ta nguyện ý đầu nhập vào thánh địa. Đúng lúc này, cường giả bán thánh của ma tộc đứng ra, nói. Không biết thánh địa có thể tiếp nhận ma tộc ta. Hoan nghênh gia nhập. Hải tộc ta cũng nguyện ý đầu nhập vào thánh địa. Rất nhanh, cơ bản người trên huyền giả đại lục đều đầu hàng. Sau nửa ngày, Hà Chí Tôn nhìn yêu thánh của yêu tộc, nói. Yêu tộc người thì sao? Lục Đạo và Mạc lão cũng nhìn về phía yêu tộc. Sau đó yêu thánh nhìn đám người đầu hàng, nói. Các ngươi sẽ hối hận. Có một gã bán thánh trầm giọng nói. Yêu thánh, ngươi cũng nhìn thấy tình huống hôm nay, chúng ta căn bản không có phần thắng. Mục tiêu của thánh địa cũng chỉ muốn đối phó Dương Diệp mà thôi, chúng ta không cần chôn cùng Dương Diệp. Bán thánh ma tộc cũng nói. Yêu thánh, ta biết ngươi có giao tình với đám người Dương Diệp, nhưng ngươi muốn vì giao tình mà đẩy yêu tộc vào cảnh diệt vong sao? Huyền giả nghịch loại đã xuất thế, nếu chúng ta không đầu nhập vào thánh địa, lấy cái gì ngăn cản huyền giả nghịch loại? Cũng chỉ có thánh địa mới có thể bảo vệ chúng ta an toàn. Yêu thánh lắc đầu, nói. Cuối cùng khuyên các ngươi một câu, có lẽ các ngươi đều biết tính cách của Dương Diệp, chỉ cần hôm nay các ngươi ra khỏi huyền giả đại lục, các ngươi sẽ là địch nhân của hắn. Đối đãi với địch nhân, thủ đoạn của hắn vô cùng tàn nhẫn, các ngươi đã được nhìn thấy, hơn nữa, chỉ cần ra khỏi huyền giả đại lục. Hắn tuyệt đối sẽ không cho các ngươi cơ hội quay lại. Dương Diệp. Hà Chí Tôn cười lạnh một tiếng, nói. Hắn chỉ là hoàng giả cảnh mà thôi, cho dù hắn đạt tới bán thánh, hắn có thể làm gì? Yêu thánh, còn có người thủ mộ và Lục Đạo, còn có tất cả người huyền giả đại lục, cho các ngươi 5 ngày suy nghĩ, nếu 5 ngày sau không tiến tới thánh địa đầu hàng,
thánh địa sẽ huyết tẩy cả huyền giả đại lục, là huyết tẩy, không lưu một người. Nói xong, Hà Chí Tôn mang theo mọi người tiến vào truyền tống trận. Nhìn người huyền giả đại lục liên tục tiến vào trong truyền tống trận, Mạc lão nhíu mày, trầm giọng nói. Việc này có chút kỳ quặc, thế đạo hôm nay, không phải bán thánh căn bản không có chút tác dụng nào, mà bây giờ, thậm chí thánh địa nguyện ý tiếp nhận người không phải bán thánh, chuyện này có chút khác thường. Lục đạo lạnh lùng nói. Dù sao những người kia không có kết cục tốt, chờ xem đi. Còn chưa đánh nhau, người của các ngươi đi nhiều như thế, không cần đánh nữa. Bên cạnh, đột nhiên Phạm Kha nói. Ngươi muốn đi thì đầu hàng thánh địa đi. Lục đạo nói, kỳ thật với hắn mà nói, ước gì người cả huyền giả đại lục đều đầu hàng, bởi vì như vậy, Dương Diệp sẽ không bị kiềm chế tại nơi này. Có hắn cùng với Mạc lão bảo hộ, cho dù thánh địa cùng huyền giả nghịch loại công phá huyền giả đại lục, bọn họ vẫn có thể sống sót. Xem các ngươi trấn định như vậy, có lẽ đã có chuẩn bị ở phía sau, ta muốn nhìn một chút. Phạm Kha nói, vậy ngươi cứ chờ xem đi. Lục đạo nói, thánh địa, thế giới dưới lòng đất. Khi rất nhiều người huyền giả đại lục đầu hàng, Dương Diệp đã nhận được tin tức. Trương Đại Điện, Tiểu Anh nói, nhìn thấy chưa, không cần huyền giả nghịch loại, chỉ một thánh địa đã có thể kéo 7 thành người huyền giả đại lục đầu hàng, hơn nữa còn trong tình huống không cần động thủ, ngươi cảm thấy, ngươi có thể đối kháng thánh địa và huyền giả nghịch loại sao? Dương Diệp nói, đây là bọn họ lựa chọn, nhưng vẫn có một nhóm người theo ta, ví dụ như yêu tộc, ví dụ như hải tộc. Phụ chúng ta, ta cũng không cần quan tâm sinh tử của bọn họ, nhưng những người đi theo ta, ta có thể vứt bỏ bọn họ hay sao? Tiểu Anh nhìn Dương Diệp nửa ngày, nói. Ngươi có tính cách thật quái lạ. Tốt, ngươi muốn ta giúp ngươi, ta rất ngạc nhiên, ngươi dựa vào lý do gì thuyết phục ta, làm ta đi theo ngươi chống lại huyền giả nghịch loại, còn phải tử đấu với thánh địa. Dương Diệp trầm ngâm một hồi, nói. Tiểu Anh, ngươi có muốn lên thiên ngoại thiên hay không? Ai không muốn? Tiểu Anh nói. Nhưng, thật có lỗi, ta không biết ngươi có năng lực lên thiên ngoại thiên. Hơn nữa, ta cảm thấy được, hiện tại trừ huyền giả nghịch loại cùng thánh địa có biện pháp ra, trên thế giới này không còn ai có năng lực đánh vỡ thiên đường. Cho nên, ta sẽ không giúp ngươi đối kháng thánh địa và huyền giả nghịch loại. Dương Diệp chậm rãi đi đến trước mặt Tiểu Anh, nhìn thẳng Tiểu Anh, nói. Nếu như ta nói, ta có thể đánh vỡ thiên đường. Ngươi tin không? Ngươi lừa dối ta. Tiểu Anh nói. Dương Diệp nói. Ta có thể thành thánh. Tiếp tục lừa dối. Tiểu Anh âm thanh lạnh lùng nói. Dương Diệp tức giận, hắn cũng không hề nói nhảm, trực tiếp giữ tay Tiểu Anh. Tiểu Anh biến sắc, đang muốn động thủ, đột nhiên nàng mở to mắt ra, cả thân thể cũng bắt đầu rung động, nói. Bổn nguyên tử khí. Nói xong, nàng trở tay bắt lấy tay của Dương Diệp. Hình như nàng đang khao khát có thêm hồng mông tử khí. Nhưng Dương Diệp đã thu tay lại, nói. Hiện tại ngươi tin tưởng chưa? Tại sao ngươi có bổn nguyên tử khí? Tiểu Anh nhìn chằm chằm vào Dương Diệp. Dương Diệp nói. Không trọng yếu, trọng yếu là, ta không chỉ có thể thành thánh, còn có thể giúp ngươi thành thánh, cho nên, ngươi còn muốn cự tuyệt sao? Đúng lúc này, đột nhiên Tiểu Anh đi tới trước mặt Dương Diệp. Nàng trực tiếp bóp cổ Dương Diệp, nói. Hiện tại giúp ta thành thánh, bằng không ta sẽ bóp nát cổ của ngươi. Buông ra. Dương Diệp lạnh lùng nói. Tiểu Anh nhìn chằm chằm vào Dương Diệp nửa ngày, sau đó nàng buông tay ra, nói. Thế giới này không có khả năng có bổn nguyên tử khí, ngươi làm sao có thể? Dương Diệp nói. Không có gì không có khả năng, về phần tại sao có bổn nguyên tử khí, ta không thể nói cho ngươi biết. Ta chỉ muốn nói, ta có thể thành thánh, hơn nữa còn có thể trợ giúp người thành thánh, không phải ta nói rồi sao? Người bây giờ giúp ta thành thánh, ta giúp người quét ngang thánh địa cùng huyền giả nghịch loại. Tiểu Anh nói. Dương Diệp lắc đầu, nói. Hiện tại thành thánh, đó là một con đường chết, bởi vì địch nhân của chúng ta không chỉ có thánh địa cùng huyền giả nghịch loại, còn có thiên ngoại thiên. Người giết thánh địa cùng huyền giả nghịch loại xong, người có thể xông ra thiên ngoại thiên sao? Còn nữa, ngươi có thể cam đoan mình thành thánh sao? Dương Diệp còn có một lý do chưa nói, đó chính là hắn không muốn để người thiên ngoại thiên biết rõ thế giới này còn có bổn nguyên tử khí, ít nhất trước khi hắn có được năng lực tự vệ.
Một khi để cho người thiên ngoại thiên biết rõ thế giới phong bế này còn có bổn nguyên tử khí, đối phương chắc chắn sẽ không từ bỏ ý đồ, khi đó, đoán chừng sẽ có không biết bao nhiêu thánh giả, thậm chí người kinh khủng hơn cũng tới tìm hắn. Tiểu Anh trầm mặc hồi lâu, nói. Thánh địa và huyền giả nghịch loại diệt huyền giả đại lục, ta cũng có cơ hội thành thánh, mà ta căn bản không cần trả bất cứ cái giá nào, chỉ cần lẳng lặng chờ đợi huyền giả đại lục diệt vong là được. Dương Diệp nói. Vạn nhất huyết sông thiên đường không thành công thì sao? Hoặc xảy ra chuyện ngoài ý muốn thì sao? Ngươi nên hiểu, bất cứ việc gì cũng có thể xảy ra chuyện ngoài ý muốn, mà ta có bổn nguyên tử khí lại là sự thật. Còn nữa, ngươi cũng đừng nghĩ cướp đoạt, hoặc đánh chủ ý gì đó, ta đã dám bạo lộ bổn nguyên tử khí, ta cũng có chỗ dựa của mình. Tiểu Anh nheo mắt, đúng thế, nàng có đánh qua chủ ý cường đoạt, nhưng hiện tại, trong nội tâm nàng không khỏi có chút do dự. Dương Diệp quá thần bí đến mức nàng cũng phải kiêng kỵ. Do dự hồi lâu, nàng cuối cùng vẫn bỏ qua suy nghĩ cướp đoạt, bởi vì một gây chuyện không tốt, không chỉ mất đi bổn nguyên tử khí, còn có thể chọc tên điên này nổi giận, khi đó được không bù mất. Im lặng nửa ngày, nàng nói. Ta giúp ngươi, lúc nào có thể cho ta thành thánh? Một người, hai người thành thánh là không có bất kỳ tác dụng gì. Trong mắt Dương Diệp bắn ra thần thái điên cuồng. Muốn thành thánh, tốt nhất là 100 người, vài trăm người cùng thành thánh, như vậy, có lẽ chúng ta mới có cơ hội, mà ta hiện tại còn không có năng lực tạo ra nhiều cường giả thánh giả cảnh như vậy, cho nên, ta cần phải có thời gian. Nghe được Dương Diệp muốn tạo mấy trăm thánh giả, Tiểu Anh nheo mắt, nội tâm của nàng đầy khiếp sợ. Mấy trăm thánh giả, đó là khái niệm gì? Nếu như không phải nhìn thấy hồng mông tử khí, nàng sẽ cho rằng Dương Diệp đang nổi điên. Thật lâu. Tiểu Anh hít sâu một hơi, nói. Ngươi cần bao lâu? Ta đạt tới bán thánh là có thể. Dương Diệp nói. Đại khái cần bao nhiêu thời gian? Tiểu Anh hỏi. Có lẽ rất nhanh. Dương Diệp nói. Tiểu Anh. Dương Diệp nói. Tóm lại, hiện tại ngươi chọn đi, là muốn chọn theo ta hay đi cùng thánh địa cùng huyền giả nghịch loại. Cho ta xem bổn nguyên tử khí. Tiểu Anh nói. Dương Diệp gật đầu. Cong ngón búng ra, một đám bổn nguyên tử khí chui vào trong cơ thể Tiểu Anh, thân thể Tiểu Anh rung động như bị điện giật, trong mắt nàng đầy sảng khoái. Hồi lâu, nàng nhìn về phía Dương Diệp, nói. Tại nơi sâu nhất lòng đất có gần 5.000 hỏa linh bán thánh giai đang ngủ say, trong đó, có ít nhất 200 bán thánh trung giai, về phần bán thánh cao cấp, chỉ có một mình ta. Tổng cộng có tới 6.000 hỏa linh bán thánh, nhưng thực lực của chúng không bằng thánh địa và huyền giả nghịch loại. Nói đến đây, nàng lại nói tiếp. Nếu như có thể, ta hy vọng tương lai, người có thể giúp chúng thành thánh. Nếu như đủ khả năng, nhất định. Dương Diệp nói. Tiểu Anh gật đầu, nói, hiện tại lên đường đi huyền giả đại lục. Dương Diệp lắc đầu, nói. Người trước triệu tập nhân thủ, chờ ta 3 ngày. Đúng rồi, người có hỏa tinh thạch 1000 năm không? Cho ta, càng nhiều càng tốt. Tiểu Anh nhìn Dương Diệp, nàng vung tay lên. Một đống lớn hỏa tinh thạch xuất hiện trước mặt Dương Diệp, nói. Trong lòng đất không bao giờ thiếu hỏa tinh thạch, trong đó không chỉ có 1000 năm, thậm chí mấy 1000 năm đều có. Nhưng vật này lại có tác dụng lớn với nhân loại các ngươi, đối với chúng ta lại không có tác dụng gì. Nhìn từng đống hỏa tinh thạch trước mặt, Dương Diệp cảm thấy trái tim mình đang đập nhanh, bởi vì trước mặt hắn là mấy 1000 khối hỏa linh thạch. Dương Diệp thu hồi đám hỏa tinh thạch kia, hắn cảm ơn xong lại đi vào đại điện. Hắn thả tất cả khôi lỗi bán thánh ra ngoài. Hiện tại khôi lỗi bán thánh của hắn nhiều tới 1.300 con, trong đó, bán thánh trung cấp gần 100, còn lại đều là khôi lỗi bán thánh bình thường. Hắn bắt đầu gia tăng thực lực của khôi lỗi bán thánh. Dương Diệp rất rõ ràng, việc này dục tốc bất đạt nhưng hắn không có lựa chọn, nếu như những khôi lỗi bán thánh này không thể đạt tới trung cấp, đối với huyền giả nghịch loại và người thánh địa mà nói đã không còn lực uy hiếp. Cho dù là tăng thêm hỏa linh bán thánh của Tiểu Anh. Sau khi hấp thu hỏa tinh thạch cùng hồng mông tử khí, một ít khôi lỗi bán thánh bình thường đã trở thành bán thánh trung cấp. Dương Diệp rất rõ ràng, chủ yếu là công lao của hồng mông tử khí. Năng lượng hỏa tinh thạch cũng không tệ, nhưng tuyệt đối không có khả năng giúp bán thánh bình thường đạt tới bán thánh trung cấp. Thậm chí, Dương Diệp cảm thấy cái gọi là bổn nguyên tử khí cũng không có khủng bố như vậy. Không cần nói cũng biết. Hồng mông tử khí khẳng định còn cao cấp hơn bổn nguyên tử khí rất nhiều. Trong thời gian kế tiếp, mỗi một thời gian sẽ có một bán thánh bình thường đạt tới bán thánh trung cấp,
Dương Diệp cũng không có nhàn rỗi, hắn hiện tại đang tiêu hóa ba tia kiếm ý do kiếm tông tổ sư lưu lại. Ba tia kiếm ý thật khủng bố, hắn lúc trước đã nhìn thấy tận mắt. Thôn phệ kiếm ý có thể tăng thực lực lên, Dương Diệp có nghĩ sẽ thôn phệ ba tia kiếm ý này để gia tăng kiếm ý của mình, khi đó kiếm ý của hắn đạt tới thiên giai tam trọng. Việc này hoàn toàn có khả năng, bởi vì hắn lúc này đã là thiên giai nhị trọng đỉnh phong. Nhưng hắn không dám thôn phệ ba tia kiếm ý này, bởi vì, ba tia kiếm ý rất mạnh, trong đó ẩn chứa đạo của kiếm tông tổ sư. Nếu làm không tốt, hắn không thôn phệ được. Cuối cùng Dương Diệp vẫn quyết định thử một lần. Đương nhiên, hắn sẽ không thôn phệ một lúc ba tia kiếm ý, hắn phân ra một tia kiếm ý đưa vào trong hồng mông tháp, hắn dùng kiếm ý của mình vây quanh tia kiếm ý kia. Được Dương Diệp điều khiển, tia kiếm ý của kiếm tông tổ sư cũng không có trốn tránh, cũng không có phản kháng, yên tĩnh nằm tại đó, nhưng Dương Diệp lại phát hiện, kiếm ý của mình lại kháng cự. Kiếm ý của hắn có linh, bản năng có bài xích và kháng cự với nguy hiểm, nói cách khác, kiếm ý của hắn cảm thấy kiếm ý của kiếm tông tổ sư quá nguy hiểm. Dương Diệp có thể cưỡng ép kiếm ý của mình thôn phệ tia kiếm ý của kiếm tông tổ sư, hắn không làm vậy. Hắn hít sâu một hơi. Dùng ý niệm bắt đầu trao đổi với kiếm ý của mình. Ngươi sợ nó. Kiếm ý không có bất kỳ đáp lại, nhưng Dương Diệp tin tưởng kiếm ý có thể nghe hiểu hắn nói, hoặc là nói, hắn đang hỏi mình. Dương Diệp lại nói. Ta nói rồi, sau này ta muốn siêu việt kiếm tông tổ sư. Nếu ta không dám đánh bại cả một tia kiếm ý mà hắn lưu lại, sau này ta phải làm gì để siêu việt hắn? Ta biết rõ, đi thôn vệ nó sẽ gặp nguy hiểm, cũng rất mạo hiểm. Nhưng cũng có lợi, không phải sao? Ăn nó, ngươi sẽ mạnh hơn, nếu như không ăn, đời này ngươi không có khả năng tăng lên. Nói đến đây, Dương Diệp lại nói. Dùng mạnh nuốt yếu, ai cũng làm đi, dùng yếu nuốt mạnh, lúc này mới có thể không giống người thường, chúng ta không giống người thường. Nói xong, Dương Diệp lại thúc giục kiếm ý tiến về phía tia kiếm ý của kiếm tông tổ sư, lúc này đây, kiếm ý đã không còn phản kháng nữa. Dương Diệp bắt đầu kiến thức sự cường hãi từ kiếm ý của kiếm tông tổ sư, kiếm ý của hắn vừa tiếp xúc với kiếm ý của kiếm tông tổ sư đã bắt đầu biến mất. Thôn phệ, kiếm ý của kiếm tông tổ sư cho kiếm ý của hắn dùng. Dương Diệp dùng mình, hắn còn tiếp tục, thoáng qua, trong mắt Dương Diệp sinh ra một tia dữ tợn, hắn lập tức thúc giục tất cả kiếm ý bao phủ tia kiếm ý kia vào trong. Đại chiến, kiếm ý Dương Diệp của đại chiến với kiếm ý của kiếm tông tổ sư. Kiếm ý của Dương Diệp lâm vào thế hạ phong, tia kiếm ý của kiếm tông tổ sư không ngừng cắn nuốt kiếm ý của hắn, tia kiếm kia không ngừng lớn mạnh, mà kiếm ý của Dương Diệp càng ngày càng yếu thế, thậm chí, Dương Diệp còn cảm giác kiếm ý của mình đang giảm đi. Tiếp tục, Dương Diệp không có lựa chọn phòng ngự, hắn tiếp tục phóng thích kiếm ý. Nếu ta không thể thắng được một tia kiếm ý mà hắn lưu tại, ta dựa vào cái gì vượt qua hắn? Dương Diệp gào lên. Kiếm ý trong người điên cuồng tuôn ra ngoài. Khi Dương Diệp không tiếc trả giá, kiếm ý của hắn ổn định lại, nó dần dần ngang nhau với kiếm ý của kiếm tông tổ sư. Kiếm ý của kiếm tông tổ sư mạnh nhưng lại như lục bình không dễ mà kiếm ý của Dương Diệp yếu hơn, nhưng chỉ cần Dương Diệp không chết, kiếm ý sẽ vĩnh viễn không biến mất. So sánh với nhau, tia kiếm ý của kiếm tông tổ sư sẽ thất bại. Đương nhiên, đó là bởi vì Dương Diệp dám làm, phải biết rằng, một khi làm không tốt, kiếm ý của hắn sẽ giảm phẩm cấp. Thời gian không ngừng trôi qua. Hai ngày sau, oanh, Dương Diệp chỗ cung điện đột nhiên trực tiếp nát bấy, nhưng hầu tại nát bấy cho đến cuối cùng hóa thành bột mịn, bụi bặm. Xa xa, Tiểu Anh ngưng trọng khi nhìn thấy cảnh này. Kiếm ý thiên giai nhị trọng không có ảnh hưởng lớn tới nàng. Nhưng kiếm ý thiên giai tam trọng lại khác, nó có thể uy hiếp tới cường giả như nàng. Dương Diệp chậm rãi đứng lên, trong mắt hắn bắn ra kiếm quang xé rách không gian, một đạo đen kịt khe hở ra hiện ở trước mặt hắn, tuy rất nhanh, đạo kia đen kịt khe hở là được biến mất, không gian khôi phục bình thường. Thiên giai viên mãn kiếm ý. Dương Diệp đứng lên, hắn cong ngón tay búng ra, một đám kiếm ý bắn ra xa, không gian như tờ giấy mỏng, không gian bị kiếm ý cắt nát dễ dàng. Phía sau kiếm ý chính là vết nứt không gian tối. Tam. Dương Diệp thu hồi ánh mắt, hai mắt khép hờ, tâm niệm vừa động. Oanh! Dùng hắn làm trung tâm, trừ vị trí hắn đang đứng, phạm vi trăm dặm quanh người hắn là không gian vỡ nát. Rất nhanh, không gian đã khôi phục bình thường. Dương Diệp vô cùng khiếp sợ,
bởi vì, hắn chỉ dùng kiếm ý quét qua chung quanh mà thôi, nhưng hắn lại không nghĩ tới, chỉ quét qua đơn giản lại có thể phá nát không gian. Kiếm ý thiên giai viên mãn, từ loại nào trình độ nào đó đã không kém pháp tắc không gian. Tiểu Anh đi đến bên cạnh Dương Diệp, nói. Ngươi có thể thử xem, ngươi dung nhập kiếm ý vào không gian chung quanh xem có hiệu quả gì. Dung nhập vào không gian. Dương Diệp khó hiểu. Nàng nói đúng, ngươi có thể thử xem. Lúc này, đột nhiên kiếm linh xuất hiện bên cạnh Dương Diệp, trong mắt nàng còn có vui mừng lẫn sợ hãi. Đặc điểm của kiếm ý thiên giai tam trọng chính là dung hợp với kiếm kỹ, dung hợp cùng không gian, còn có dung hợp cùng thiên địa, thậm chí có thể dung hợp pháp tắc. Ngươi thử xem. Ngươi không có việc gì. Nhìn thấy kiếm linh đi ra, Dương Diệp cũng vui vẻ. Kiếm linh gật gật đầu, nói. Ta không nghĩ tới người dám thôn phệ kiếm ý của kiếm tông tổ sư, phải biết rằng, kiếm ý của hắn có thể nói là kiếm ý mạnh nhất thế giới này. Nhưng ta không nghĩ tới, ngươi thành công. Nhờ phúc của ngươi, ta hấp thu một ít kiếm ý thiên giai tam trọng đã khôi phục triệt để. Dương Diệp gật đầu, tâm niệm vừa động, kiếm ý tuôn ra khỏi cơ thể, hắn phát hiện kiếm ý thật sự có thể dung nhập với không gian chung quanh, hơn nữa còn hòa làm một thể với không gian. Lúc này, đột nhiên kiếm linh cong ngón tay búng ra, một đạo kiếm khí bắn về phía Dương Diệp, nhưng khi kiếm ý tới trước mặt Dương Diệp liền nổ tung. Thấy không, kiếm khí của ta có thể dễ dàng phá vỡ không gian, nhưng sau khi kiếm ý của ngươi dung nhập vào không gian cũng được tăng cường rất nhiều, thế cho nên kiếm khí của ta không thể xuyên thủng không gian. Kiếm linh nói, đương nhiên, chỗ lợi hại chính thức của kiếm ý thiên giai tam trọng không chỉ như vậy. Còn có công hiệu gì? Dương Diệp vội vàng hỏi. Kiếm linh mỉm cười, nói. Kiếm ý của ngươi có thể dung nhập không gian, tự nhiên cũng có thể dung nhập kiếm kỹ. Lúc thi triển kiếm kỹ, ngươi có thể dung nhập vào trong kiếm kỹ, lại dung nhập kiếm kỹ vào không gian, sau đó lợi dụng đặc tính không gian công kích, ngươi thử xem. Nghe vậy, Dương Diệp không do dự, hắn bắn ra một tia kiếm khí được dung hợp kiếm khí, Dương Diệp làm theo lời của kiếm kinh, hắn dung nhập kiếm khí vào trong không gian. Sau đó cảnh tượng quỷ dị xuất hiện. Nói cho đúng là kiếm khí tàng hình trong không gian, mắt thường không thể nhìn thấy kiếm khí đã ẩn nấp trong không gian. Nếu như không phải hắn có liên hệ tâm thần với kiếm khí, hắn thậm chí còn không cảm giác thấy và nghe thấy. Sau khi người dùng nhập vào không gian, có thể lợi dụng tính đặc thù của không gian, nói như vậy, người bây giờ không cần. Dùng thuận không kiếm vẫn có thể giúp kiếm khí thuấn di trong không gian, dùng tốc độ nhanh nhất công kích địch nhân. Kiếm linh nói, Dương Diệp vội vàng điều khiển kiếm ý tấn công tảng đá gần đó, tảng đá nổ tung ngay lập tức. Thậm chí còn nhanh hơn quang tốc kiếm. Dương Diệp giật mình không nhỏ, lúc này, kiếm linh lại nói. Kiếm kỹ dung nhập không gian đã có hiệu quả che giấu, lại có thể lợi dụng tính đặc thù của không gian. Sau này ngươi thi triển trảm thiên bạt kiếm thuật, hoặc là thiên tuyệt kiếm, ngươi gia tăng thêm tiêu vong pháp tắc, cho dù là Hà Chí Tôn. Chỉ cần hắn không cẩn thận cũng bị ngươi miểu sát. Đương nhiên, dưới tình huống đối địch bình thường, hắn có phòng bị, ngươi không phải đối thủ của hắn. Nói đến đây, kiếm linh lại nói. Về sau, nếu ngươi muốn dùng kiếm ý áp chế đối thủ, có thể cho kiếm ý dung nhập không gian, dung nhập vào không khí và kinh khí chung quanh, kể từ đó, ngươi tương đương mượn nhờ uy thế thiên địa áp chế đối thủ. Loại tình huống này, bán thánh không có khả năng phát huy ra nửa thành thực lực. Cho dù là cấp bậc như Hà Chí Tôn cũng bị hạn chế thật lớn. Rất mạnh. Dương Diệp hít sâu một hơi, không thể không nói, hắn đã bị kiếm ý thiên giai viên mãn làm rung động. Hiện tại hắn có thể dễ dàng đánh chết bán thánh trung cấp, cho dù là bán thánh cao cấp, hắn cũng có cơ hội thành công. Ngươi hiện tại không phải bán thánh, nhưng cho dù là bán thánh cao cấp cũng không dám xem thường ngươi. Nói chuyện là Tiểu Anh. Ngươi làm ta cảm thấy bất ngờ. Dương Diệp lắc đầu, nói. Tuy ta có thể tạo thành uy hiếp lên bán thánh cao cấp, nhưng ta rất rõ ràng, nếu đánh chính diện, ta không phải đối thủ của bọn họ. Đương nhiên, ta sẽ không ngốc đến mức đánh chính diện. Đánh lén mới là vương đạo. Tiểu Anh nheo mắt, nếu như Dương Diệp đến đánh lén nàng, cho dù là nàng cũng đau đầu, bởi vì Dương Diệp che giấu khí tức quá. Mạnh mẽ, tăng thêm kiếm ý cùng kiếm khí của hắn hiện tại đã có thể dung nhập không gian. Đạt tới hiệu quả che giấu, như vậy càng kinh khủng hơn. Dương Diệp nhìn khôi lỗi bán thánh chung quanh, thật lâu, hắn mỉm cười và nói với Tiểu Anh, nói.
Người của người chuẩn bị xong chưa? Tiểu Anh gật đầu, nói. Tình thế của ngươi không lạc quan, không ngừng có người từ Huyền giả đại lục đầu nhập vào thánh địa, ngươi chẳng mấy chốc sẽ không còn binh lính. Bọn họ đã muốn đầu hàng thánh địa, cứ để bọn họ đầu hàng đi, cần gì phải ngăn cản bọn họ. Dương Diệp nói. Trong lòng Tiểu Anh dùng mình, nàng dùng ánh mắt thâm ý nhìn Dương Diệp, sau đó nói. Trong thánh địa này, mặc kệ ở nơi nào, chỉ cần ngươi kêu một tiếng thì ta sẽ xuất hiện. Ngươi lợi hại như vậy. Dương Diệp kinh ngạc nói. Tiểu Anh liếc mắt nhìn Dương Diệp, sau đó nàng xoay người rời đi. Dương Diệp, ngươi đúng là đần, nơi này là thánh địa, trên mặt đất có thể nói là thiên hạ của thánh địa cùng hưu kiền giả nghịch loại, nhưng lòng đất là thiên hạ của nàng. Ngươi ở trên mặt đất, nàng khẳng định có biện pháp biết rõ hành tung của ngươi, cho nên, nàng sẽ dẫn theo hỏa linh bán thánh đi theo ngươi, hiểu chưa? Kiếm Linh nói, như thế không tệ. Dương Diệp gật đầu, nói. Chúng ta đi thôi. Ngươi bây giờ có ý định đánh thánh địa hay huyền giả nghịch loại? Kiếm Linh hỏi. Dương Diệp lắc đầu, nói. Bọn họ sắp đánh huyền giả đại lục, nhất định không thể tránh khỏi một trận huyết chiến, hiện tại ta còn có việc khác cần làm. Cái gì? Trong mắt Dương Diệp bắn ra hàn quang. Tên huyền giả nghịch loại làm người bị thương lúc trước, hắn hiện tại khẳng định vẫn còn tìm ta, hắc hắc, chẳng lẽ ngươi không muốn báo thù sao? Hắn là bán thánh cao cấp. Kiếm Linh trầm giọng nói. Tuy thực lực của người hiện tại mạnh mẽ nhưng không có khả năng giết được hắn. Thử xem. Dương Diệp nói xong, hắn lập tức biến mất tại chỗ. Là vì ta sao? Kiếm Linh thì thào một câu, sau đó nàng cũng hóa thành kiếm quang biến mất khỏi nơi này. Sau khi Dương Diệp ra khỏi mặt đất, hắn triệt để buông kiếm vực. Lúc hắn vừa buông kiếm vực chưa tới 2 giây. Không gian cách hắn không xa rung động mạnh, sau đó có nam tử áo đen cầm trường thương xuất hiện. Không phải muốn chơi với ta sao? Tại sao lại trốn? Tên nam tử áo đen cười đầy dữ tợn, hắn muốn nói cái gì đó, hắn. Còn chưa nói xong, tia sáng đen trắng xuất hiện, sau một giây, sắc mặt của nam tử áo đen thay đổi. Bởi vì chung quanh hắn xuất hiện hơn 1000 cường giả bán thánh, tất cả đều là bán thánh trung cấp. Ngươi! Nam tử áo đen hoảng hốt. Hắn chuẩn bị nói cái gì đó, mà úp này, đột nhiên cảnh giới của hắn giảm xuống hoàng giả cảnh, sau đó hơn 1000 bán thánh chung đã xông lên. Nam tử áo đen tốt xấu gì cũng là bán thánh cao cấp, chỉ trong nháy mắt, hắn kịp phản ứng, sau đó hai tay xé rách không gian bỏ chạy, nhưng hắn kinh hãi phát hiện mình không thể xé rách không gian. Trong mắt nam tử sinh ra thần thái khó hiểu, hắn tại xé. Nam tử áo đen dùng toàn lực, không gian trước mặt hắn bị xé rách một lỗ nhỏ. Nhưng cái lỗ nhỏ đó nhỏ tới mức ngón tay của hắn cũng không chui lọt. Sau đó không có sau đó. Nam tử áo đen chết, chết không nhắm mắt, trong mắt hắn còn có khó hiểu và sợ hãi, đương nhiên, còn có oán độc. Dương Diệp đi đến trước mặt nam tử áo đen, hắn nhìn thi thể đối phương, Dương Diệp lắc đầu, nói. Vây công mới là vương đạo. Mà lúc này, không gian chung quanh hắn rung động. Nhìn không gian chung quanh rung động. Dương Diệp hừ lạnh một tiếng, kiếm ý bộc phát làm không gian yên tĩnh lại. A hát! Một tiếng kêu sợ hãi vang lên. Dương Diệp cười lạnh một tiếng, hắn thu hồi khôi lỗi bán thánh và thi thể nam tử áo đen, sau đó hắn biến mất khỏi nơi này. Thực lực của nam tử áo đen ít nhất cũng là bán thánh cao cấp, nếu như đấu tay đôi, Dương Diệp khẳng định không đánh lại đối phương, nhưng hơn 1000 khôi lỗi bán thánh trung cấp và trấn giới thạch áp chế, nam tử áo đen không có khả năng hoàn. Thủ. Bán thánh cao cấp. Một khôi lỗi bán thánh cao cấp, tăng thêm hơn 1000 bán thánh trung cấp và trấn giới thạch, nếu như gặp được Hà Chí Tôn, Dương Diệp có lòng tin có thể đánh chết đối phương, đương nhiên, điều kiện tiên quyết là đối phương không có phòng bị, bằng không, tuy đối phương đánh không lại nhưng vẫn có thể bỏ chạy. Sau khi Dương Diệp đi không bao lâu, một đám người áo đen xuất hiện tại nơi này. Lúc trước xảy ra chuyện gì? Có người hỏi. Không gian bị lực lượng nào đó phong tỏa. Đám người tiểu ngũ thế nào rồi? Toàn bộ chết trong không gian loạn lưu, chỉ sợ phong thần tướng cũng giữ nhiều lành ít, bên cạnh Dương Diệp có chí cường giả tương trợ, bằng không với thực lực của hắn không thể phong tỏa không gian, thế cho nên ngay cả chúng ta cũng không thể xé rách, càng không có khả năng đánh chết phong thần tướng. Người chung quanh im lặng thật lâu. Chúng ta xem thường hắn, người này có thể nhiều lần sống sót trong tay thánh địa.
không phải có chí cường giả tương trợ, bản thân hắn có át chủ bài kinh người. Mặc kệ loại nào, đều không phải chúng ta có thể chống lại, rút lui đi, mặc dù đan dược dùng tốt nhưng phải có mạng mới dùng được. Rất nhanh, người nơi đây biến mất. Dương Diệp đi về hướng nam, hắn đi vào truyền tống trận thông tới huyền giả đại lục. Một bệ đá cách Dương Diệp không xa là truyền tống trận, lúc này, trận pháp đang sáng lên, một đám huyền giả từ huyền giả đại lục truyền tống tới nơi này, sau đó đi về bình nguyên dưới truyền tống trận, trên bình nguyên này đầy người, trong đó, phần lớn đều là huyền giả ngoài vương giả cảnh. Bên trái truyền tống trận là một ngọn núi nhỏ, nơi đó có hơn 3.000 lão giả áo bào trắng, ở trong đó, Dương Diệp nhìn thấy hai chí tôn của thánh địa, trên ngọn núi bên phải có 3.000 người áo đen, bọn họ có khí tức rất mạnh, cho dù đứng cạnh nhau, hai bên vẫn không động thủ, bọn họ đang nhìn người huyền giả đại lục đi tới. Dương Diệp cũng nhìn những người này, trong đó có người hắn quen biết. Nhìn những người kia, Dương Diệp im lặng, hắn không có biểu lộ gì. Càng ngày càng nhiều người tới thánh địa, những người này vừa vào thánh địa thì hưng phấn, kích động, cuồng hỉ. Bởi vì có thể đi vào thánh địa, tánh mạng của bọn họ có thể bảo đảm, đồng thời còn có thể hưởng thụ linh khí nồng đậm tại thành địa. Giống. Lúc này, phía chân trời có tiếng long ngâm vang lên, mọi người nhìn sang, một con kỳ lân đen đạp không đi tới, một nam tử đứng trên người kỳ lân. Thần phù sư Thần Mô. Thần Mô nhìn chung quanh, cuối cùng ánh mắt nhìn vào vị trí của Dương Diệp đang đứng, thấy thế, Dương Diệp dùng mình, lúc hắn muốn rút đi, Thần Mô nói chuyện. Dương Diệp, đã đến, cần gì phải trốn tránh tránh chứ? Nói xong, hào quang chói mắt bộc phát, Dương Diệp đã xuất hiện trong tầm mắt mọi người. Lúc này, ánh mắt tất cả mọi người đều nhìn lên người Dương Diệp, kể cả đám huyền giả nghịch loại. Dương Diệp, nhìn thấy Dương Diệp, trong mắt Hà Chí Tôn bắn ra hào quang đáng sợ, hắn và cường giả thánh địa lập tức bao vây Dương Diệp, bọn họ định động thủ, lúc này, Thần Mô lại nói. Các ngươi muốn giết hắn. Không cần phải gấp gáp, dù sao hắn. Bây giờ đang ở trong địa sát tỏa linh trận của ta, cho dù như thế nào, hắn cũng trốn không thoát. Địa sát tỏa linh trận. Dương Diệp khẽ nhíu mày, hắn đạp xuống đất, khe hở màu đỏ xuất hiện, trên khe hở còn có phù văn kỳ dị, những phù văn từ kia đang lưu chuyển, một tia năng lượng kỳ dị chảy ra từ khe hở và phù văn, cuối cùng hội tụ dưới chân hắn, từ đó tạo thành màn sáng đỏ rực. Dương Diệp xuất ra một quyền. Ông, ánh sáng đỏ rực rung động và xuất hiện một chút vết rách, nhưng rất nhanh, những vết rách kia đã biến mất không thấy gì nữa, không chỉ như thế, ánh sáng đỏ rực lại đậm hơn trước. Vô dụng, địa sát tỏa linh trận này, đừng nói ngươi, cho dù là bán thánh cao cấp cũng đừng mơ tưởng đánh nát. Thần Mô cười nói. Như vậy thật tốt. Hà Chí Tôn nói. Dương Diệp, kỳ thật, ta cũng không muốn hiện tại giết người, bởi vì chờ tí nữa sẽ có trò hay diễn ra. Nếu có người đứng quan sát trò hay này, như vậy càng thú vị. Lúc nói ra lời này, Hà Chí Tôn còn tươi cười quỷ dị. Rất nhiều huyền giả tới từ huyền giả đại lục đều nhận ra Dương Diệp, sau đó lại bạo động. Là Dương Diệp, tuy tóc đã bạch nhưng thật sự là Dương Diệp. Hừ, Dương Diệp thì như thế nào? Hiện tại bản thân hắn còn khó bảo toàn. Khá tốt lão tử đến thánh địa, nếu đặt hy vọng ký thác vào người của hắn, lúc này chúng ta chết chắc. Lâm Huynh nói đúng, khá tốt chúng ta đầu hàng thánh địa, bằng không đại quân thánh địa tiến vào huyền giả đại lục, khi đó là ngày tàn của chúng ta. Ta vốn xem trọng hắn, ai, không nghĩ tới, hắn cuối cùng vẫn rơi vào tay thánh địa, nhưng cũng tốt, hắn rơi vào trong tay thánh địa, người thánh địa sẽ không giận chó đánh hư eo lên chúng ta cũng tránh được trả thù ngày sau. Đúng vậy, người này có thù tất báo, hôm nay chúng ta phản bội huyền giả đại lục, cũng phản bội hắn. Với tính cách của hắn, nếu hắn còn sống, chúng ta có ngày ngủ ngon sao? Chấm chấm chấm. Ha ha. Hà Chí Tôn cười to, hắn chỉ vào đám huyền giả đại lục phía dưới, nói. Dương Diệp, thấy không, đây chính là người mà ngươi bảo vệ đấy. Thật sự là buồn cười, đúng là buồn cười, ha ha. Dương Diệp không để ý tới Hà Chí Tôn, ánh mắt của hắn nhìn ra chủ đinh gia Đinh Nguyên, nói. Thược Dược sẽ không cho ngươi làm như vậy. Đinh gia ta còn chưa tới phiên nàng làm chủ. Đinh Nguyên hừ lạnh một tiếng, nói. Dương Diệp, ngươi bây giờ bản thân khó bảo toàn, ngươi có tư cách gì để chúng ta dốc sức liều mạng vì ngươi? Đúng rồi. Một bán thánh của huyền giả đại lục nói. Dương Diệp,
nói cho cùng, thánh địa đánh Huyền Giả đại lục, chủ yếu chính là vì ngươi, nếu lúc trước không có ngươi đắc tội thánh địa làm sao tấn công Huyền Giả đại lục. Hiện tại, ngươi rơi vào trong tay thánh địa, đối với Huyền Giả đại lục mà nói đó là chuyện tốt, đối với chúng ta mà nói cũng như thế. Bởi vì, chúng ta không cần chết chung với ngươi. Ha ha! Hà Chí Tôn và người thánh địa cười to, tiếng cười bay thẳng bầu. Trời! Ngay cả Huyền Giả nghịch loại cũng cười lớn. Dương Diệp im lặng, hắn không nói gì, tùy ý những người kia đang ra sức mắng hắn. Hắn không có tức giận, có, chính là đáng buồn, không phải vì chính mình, mà là vì đám người phía dưới. Hắn làm việc, chú ý không thẹn với lương tâm, tự hỏi, hắn không có áy náy với những người này, là bọn họ chọn con đường khác. Bất cứ kẻ nào cũng có quyền lợi lựa chọn con đường cho mình, đương nhiên, bất cứ kẻ nào cũng phải trả giá vì lựa chọn của bản thân. Ánh mắt của hắn nhìn vào truyền tống trận, trên truyền tống đài, còn có người không ngừng xuất hiện. Thánh địa hiện tại chính là thiên đường của Huyền Giả tới từ Huyền Giả đại lục. Người càng lúc càng nhiều, từ trên ngọn núi ngàn trượng nhìn xuống chính là biển người rậm rạp chằng chịt, nhìn không thấy cuối cùng. Biên giới đám người này đều có cường giả thánh địa trấn thủ. Theo lời thánh địa nói, chính là không cho phép bọn họ tùy ý đi đi lại lại, cũng không nói nguyên nhân gì, người Huyền Giả đại lục cũng không dám hỏi, chỉ có thể tụ tập lại với nhau. Một ít người thực lực tốt thì bay lên không trung, nhưng trên không vẫn có ân người trấn thủ. Dần dần, không khí càng lúc càng quỷ dị. Có chút Huyền Giả đại lục cảm giác không đúng, lúc này bọn họ rời đi, nhưng những người vừa rời đi đã bị cường giả thánh địa bắt trở về. Dưới truyền tổng đài có 100 bộ thi thể. Không khí càng ngày càng nặng nề. Bởi vì mọi người cảm giác được không đúng. Đúng lúc này, đột nhiên Hà Chí Tôn xuất hiện trên truyền tống đài, tay phải vung lên, một cột sáng phong ấn truyền tống đài, không ai có thể truyền tống tới đây. 1 tỷ, trò hay, có thể mở màn rồi. Khi Hà Chí Tôn dứt lời, một đám Huyền Giả nghịch loại từ trên núi lướt xuống, sau đó bọn họ tiến vào trong đám người Huyền Giả đại lục. Huyết sông thiên lộ. Vô số Huyền Giả nghịch loại giống giận. Ngay từ đầu, đám người Huyền Giả đại lục còn khó hiểu, bọn họ sững sờ. Một đám Huyền Giả nghịch loại xông vào trong đám người giống như đàn sói tiến vào bầy dê. Huyền Giả nghịch loại đi qua nơi nào, vô số người ngã xuống. Bọn họ là Huyền Giả nghịch loại. Trong trang, vô số người kinh hãi, hoảng hốt. Huyền Giả của Huyền Giả đại lục không có thời gian suy nghĩ vì cái gì nơi này có Huyền Giả nghịch loại, bọn họ cũng không có lựa chọn đi đối kháng, lúc nhìn thấy Huyền Giả nghịch loại thế không thể đỡ liền bỏ chạy. Vô số người điên cuồng chạy đi, bởi vì nhiều người nên tràng cảnh rất hỗn loạn, rất nhiều người vì bỏ chạy không tiếc công kích người chung quanh. Đối với bọn họ mà nói, có thể đào tẩu mới là lựa chọn trọng yếu nhất. Bởi vì, 3.000 Huyền Giả nghịch loại lúc này giống như sát thần, không ai có thể cản nổi. Bởi vì hỗn loạn, bọn họ bắt đầu tự giết lẫn nhau. Có rất nhiều người muốn chạy đi, nhưng đúng lúc này, một tia sáng đỏ vây mọi người vào trong. Một ít người lập tức công kích màn sáng này, nhưng bọn họ tuyệt vọng phát hiện, màn sáng không chút sức mẻ, cho dù bọn họ hợp lực đánh một kích toàn lực cũng không thể dung chuyển màn sáng. Tuyệt vọng. Tất cả mọi người tuyệt vọng. Rất nhiều người sau khi tuyệt vọng đã lựa chọn đập nồi dìm thuyền, quay người tấn công các Huyền Giả nghịch loại. Giết, đồng quy vu tận với bọn chúng. Ngay từ đầu, chỉ có mấy người tiến lên, rất nhanh, vô số người lao thẳng vào Huyền Giả nghịch loại. Đám người liên tục lao thẳng vào Huyền Giả nghịch loại, nhưng đổi lại đều là tử vong. 3.000 cường giả bán thánh, trong đó còn có rất nhiều bán thánh trung cấp, mà nhân loại bên này, bán thánh chỉ có hơn 10, còn lại, tất cả đều dưới hoàng giả cảnh và tôn giả cảnh. Hai bên giao thủ với nhau, kết quả không cần nói cũng biết. Cho dù bọn họ tự bạo cũng không làm Huyền Giả nghịch loại bị thương, rất nhiều Huyền Giả tới từ Huyền Giả đại lục đã lâm vào tuyệt vọng. Vì cái gì? Vì cái gì? Vì cái gì? Vô số người gào lên như điên, ánh mắt bọn họ nhìn về phía đám người Hà Chí Tôn, nhưng đổi lấy chính là nụ cười lạnh của đám người Hà Chí Tôn. Nhìn đám người Huyền Giả đại lục phía dưới, Hà Chí Tôn nói. Thiên địa hạo kiếp hàng lâm, tác dụng của các ngươi là dùng huyết nhục để mở ra thiên ngoại thiên. Đây là vinh hạnh của các ngươi, cần gì phải dãy giụa. Dù sao đối với con sâu cái kiến như các ngươi mà nói, cuối cùng cũng vô duyên với trường sinh, đã như thế, vì sao không đi luân hồi đi? Thánh địa, đồ khốn kiếp. Thánh địa,
lão tử thành quỷ cũng không bỏ qua các ngươi, a a a a. Thánh địa, ta nguyền rủa các ngươi chết không yên tành, các ngươi sẽ chết không yên lành. A hát, vô số người dùng ánh mắt oán độc nhìn đám người Hà Chí Tôn. So sánh với huyền giả nghịch toại, bọn họ càng hận thánh địa hơn. Từ khi bắt đầu đổ sát, đám người huyền giả nghịch loại đã đổ sát hơn vạn người, nơi này đã máu chảy thành sông chính thức, vô số huyết khí và sát khí tràn ngập không gian, từ đó tạo thành màn máu hơi mỏng trên không trung. Khi huyết khí cùng sát khí và oán khí càng ngày càng nhiều, màn máu càng ngày càng quỷ dị. Dương Diệp lạnh nhạt nhìn tất cả, gương mặt rất bình tĩnh, đám người từ huyền giả đại lục lúc trước mắng hắn, hắn không có chút gợn sóng nào. Dương Diệp. Đúng lúc này, một giọng nói vang lên. Dương Diệp nhìn sang hướng phát ra tiếng nói, chỉ thấy người nói chuyện là bán thánh của ma tộc. Bán thánh ma tộc nhìn Dương Diệp, trong mắt có lo lắng cùng hối hận. Dương Diệp. Ta biết rõ, ngươi nhất định có biện pháp cứu chúng ta, cầu người ra tay. Nghe được bán thánh ma tộc nói thế, đám người huyền giả đại lục như bắt được cọng rơm cứu mạng, toàn bộ nhìn về phía Dương Diệp. Kiếm chủ, chúng ta biết sai rồi, kính xin kiếm chủ xuất thủ cứu giúp. Thỉnh kiếm chủ xuất thủ cứu giúp. Rất nhiều người đã quỳ xuống. Ha ha! Lúc này Hà Chí Tôn cười to, hắn chỉ vào Dương Diệp, nói. Hắn hiện tại khó bảo vệ chính mình, các ngươi vậy mà cầu hắn cứu các ngươi, đúng là buồn cười và đáng buồn. Lúc này, bán thánh ma tộc bán thánh nhìn chằm chằm vào Dương Diệp, lại nói. Dương Diệp, ta biết rõ, ngươi nhất định có thể, đúng không? Giọng nói của hắn run rẩy, hắn sợ nghe được đáp án làm mình hối hận. Trong ánh mắt tất cả huyền giả nam vực, Dương Diệp gật đầu. Qua! Lúc này vô số người vui đến phát khóc. Đó là cảm giác sống sót sau tai nạn. Trên mặt bán thánh ma tộc cũng lộ ra nụ cười vui mừng. Mà đúng lúc này, Dương Diệp nói. Ta có thể cứu các ngươi, nhưng tại sao ta phải cứu các ngươi? Sắc mặt đám người huyền giả đại lục thay đổi, hào khí biến thành quỷ dị. Chỉ thấy Dương Diệp lại nói. Trời tạo nghiệp chướng, có thể sống, tự gây nghiện chương, không thể sống. Vào thời khắc các ngươi tiến vào thánh địa. Các người đã không còn quan hệ với ta. Nói thực ra, ta còn muốn cảm tạ thánh địa, bởi vì bọn họ đã cho ta biết rõ, thì ra tại huyền giả đại lục, Dương Diệp ta chính là ngôi sao tai họa, là ngôi sao tai họa gây họa cho các ngươi. Lúc trước các ngươi nói thánh địa là cứu tinh của các ngươi, đúng thế, bọn chúng đang đứng bên cạnh, các ngươi cầu bọn họ đi. Cứu bọn họ, đừng nói giỡn, cứu những người này làm gì, để bọn chúng cắn ngược chính mình sao? Đối đãi người một nhà, hắn có thể dễ dàng tha thứ rất nhiều chuyện, nhưng đối đãi địch nhân, hắn không bao giờ tha thứ, đám người huyền giả đại lục đã biến thành địch nhân của hắn. Dương Diệp, người chết không yên lành. Đột nhiên, có một gã huyền giả đại lục nổi giận gầm lên một tiếng, sau đó hắn tiến tới gần Dương Diệp. Dương Diệp, người thấy chết mà không cứu được, ta nguyền rủa người chết không yên lành. Dương Diệp. Cho dù ta chết cũng sẽ không buông tha ngươi, a hát, chết cũng không bỏ qua cho ngươi. Tuyệt cảnh phùng sinh nhưng lại phát hiện đó là tuyệt cảnh, việc này làm rất nhiều người từ huyền giả đại lục điên cuồng. Hiện tại bọn họ không hận thánh địa, bọn họ càng hận Dương Diệp có thể cứu bọn họ nhưng lại không ra tay. Vô số người tiến về phía Dương Diệp, bọn họ muốn giết chết trước mắt này xem của bọn hắn chết Dương Diệp. Trong lòng nhiều người đã nghĩ, ngươi không cứu ta, ta chết cũng muốn kéo ngươi theo. Cho ngươi không cứu ta. Lúc đám người này xuất hiện trước mặt Dương Diệp đã bị màn sáng ngăn cản, bọn họ điên cuồng công kích màn sáng nhưng khôn gở phá được, bọn họ oán độc nhìn Dương Diệp, dùng ánh mắt, dùng miệng công kích Dương Diệp, giống như tất cả tình cảnh của bọn họ gặp phải là do Dương Diệp tạo thành. Nhân tính. Dương Diệp nhắm mắt lại, không thể không nói, hành vi của người huyền giả đại lục đã làm hắn khiếp sợ và rung động. Lúc một người bị dồn vào tuyệt cảnh, điểm mấu chốt sẽ bị kéo dài vô hạn, hắn khi đó nên làm cái gì? Ha ha! Hà Chí Tôn cười lớn lần nữa. Thần Mô Đại Sư, nếu bọn họ đã muốn giết Dương Diệp, vậy ngươi cứ cho bọn họ cơ hội đi. Xa xa, thần Mô liếc mắt nhìn Hà Chí Tôn, sau đó hắn vung lên tay phải, màn sáng khóa chặt Dương Diệp đã biến mất không thấy gì nữa. A hát, giết Dương Diệp, giết Dương Diệp. Sau khi màn sáng biến mất, vô số người lao về phía Dương Diệp. Xuy, một đạo kiếm quang lóe lên,
đầu của mấy trăm huyền giả bay lên cao. Xuy, lại có một đạo kiếm quang đảo qua, cũng chém ngang gần ngàn người. Hiện tại, đám người Nam Vực đã tỉnh táo lại, bọn họ hiện tại mới nhớ tới Dương Diệp là người nào, tại Nam Vực, hắn chính là sát thần. Dương Diệp cầm kiếm tiến lên từng bước. Đến đi, tại sao không tới, không phải các ngươi muốn giết ta sao? Các ngươi muốn giết ta đúng không? Nói xong, trường kiếm của Dương Diệp quét qua, mấy trăm cái đầu bay lên cao. Rất nhiều huyền giả Nam Vực hoảng hốt, bọn họ liên tục lui về phía sau. Lúc này, một ít huyền giả Nam Vực đã quỳ xuống, nói. Cầu kiếm chủ xuất thủ cứu giúp, ngày sau ta làm trâu làm ngựa cho kiếm chủ. Càng ngày càng nhiều người quỳ xuống trước mặt Dương Diệp. Nhìn thấy cảnh này, trong mắt Dương Diệp sinh ra một tia bi ai. Những người trước mặt không còn thuốc cứu, lúc trước còn muốn giết hắn, hiện tại giết không được biến thành cầu xin. Những người này nên cứu sao? Có thể cứu sao? Dương Diệp lắc đầu, những người này không nên cứu, cũng không thể cứu. Cứu, không chỉ có thêm vướng víu, nói không chừng ngày sau còn bị bọn chúng cắn ngược. Dương Diệp cầm kiếm ngồi xuống, hắn nhắm mắt lại. Nhìn thấy cảnh này, sắc mặt rất nhiều người xám như cho tàn. Hừ, lúc này, Hà Chí Tôn nói. Dương Diệp, nói cho ngươi biết, hôm nay, không chỉ bọn họ phải chết. Cho dù là ngươi cũng phải chết, không ai có thể cứu ngươi được. Nói xong, hắn nhìn về phía thần mô, đối phương hiểu ý, hắn lấy phù lục ra, chung quanh Dương Diệp xuất hiện màn sáng huyết quang. Nhìn màn sáng chung quanh, Dương Diệp sủi cười một tiếng, hắn không nói gì. Dương Diệp không xuất thủ cứu giúp, đám người mất đi hy vọng sinh tồn, toàn bộ đều điên cuồng, bọn họ đều lựa chọn đồng quy vu tận với huyền giả nghịch loại, mà lúc này, Hà Chí Tôn nói. Ta có thể cho các ngươi cơ hội sống sót. Tất cả mọi người lập tức dừng lại, nhìn về phía Hà Chí Tôn. Con sâu cái kiến còn sống tạm bợ, huống chi là người. Hà Chí Tôn cười lạnh một tiếng, nói. Ta sẽ mở truyền tống trận ra, bên kia sẽ có người tới, mà các ngươi muốn làm chính là giết người tới từ huyền giả đại lục tới, thẳng đến khi giết hết người huyền giả đại lục, như thế, các ngươi mới có thể chính thức gia nhập thánh địa. Hiện tại, chính là thời điểm các ngươi biểu hiện trung tâm đấy. Vào lúc người ta tuyệt vọng, nếu người cho hắn một tia sinh cơ, đừng nói bảo hắn giết người, bảo hắn ăn người hắn cũng dám làm. Lúc này người huyền giả đại lục căn bản không có suy nghĩ Hà Chí Tôn nói là thật hay giả, với bọn họ mà nói, Hà Chí Tôn cho bọn họ một hy vọng. Giống như một người sắp chết đột nhiên bắt được cọng rơm, khi đó bọn họ sẽ không suy nghĩ cọng rơm có thể cứu được bọn họ hay không. Bởi vì, đây là một chút hy vọng cuối cùng. Huyền giả nghịch loại đình chỉ đồ sát, bọn họ cũng không có rời đi, cả đám bay lên không trung, trong tay mỗi huyền giả nghịch loại đều cầm trường đao đỏ thẫm. Hà Chí Tôn vung tay phải lên, truyền tống trận khôi phục bình thường, vừa khôi phục bình thường, đã có rất nhiều người truyền tống tới. Khi nhìn thấy tình huống nơi này, những người kia đều ngây người. Sát! Không biết ai hộ câu này lên, trong chốc lát, tiếng chém giết vang vọng không gian. Cứ như vậy, cảnh tượng chém giết tiếp diễn. Dương Diệp, kính xin xem mặt mũi thực dược, cầu ngươi cứu người Đinh gia chúng ta. Đúng lúc này, Đinh Nguyên xuất hiện trước màn sáng của Dương Diệp, hắn quỳ trước mặt Dương Diệp, phía sau hắn là một ít người trẻ tuổi của Đinh gia. Lúc này, những người tuổi trẻ kia hoảng sợ, bọn họ quỳ theo Đinh Nguyên, nhưng do sợ hãi quá độ nên thân thể run rẩy. Dương Diệp mở hai mắt ra nhìn đám người Đinh gia, trong mắt chỉ có coi thường. Van cầu ngươi, lão phu không cầu ngươi cứu ta, chỉ cầu ngươi có thể cứu những người Đinh gia sau lưng ta, ở trong đó có đệ đệ cùng muội muội của thực dược, hy vọng ngươi xem mặt mũi của thực dược mà cứu bọn họ, lão phu cầu ngươi. Đinh Nguyên dập đầu với Dương Diệp. Đúng lúc này, Đinh Thực Dược xuất hiện tại nơi này. Nhìn thấy Đinh Thực Dược, người Đinh gia vốn sững sờ biến thành mừng như điên. Tỷ tỷ, cứu ta, cứu ta. Thực Dược, thì ra ngươi không chết, quá tốt. Đinh gia ta có hy vọng, Đinh gia ta có hy vọng, ha ha. Trời xanh phù hộ. Hiện tại, vô số người Đinh gia vui đến phát khóc, kể cả Đinh Nguyên cũng thế. Đinh Thực Dược nhìn Đinh Nguyên, nói. Lúc trước cho người làm gia chủ Đinh gia là coi trọng tứ thúc người ổn trọng, không nghĩ tới, ta cuối cùng vẫn nhìn tầm, thế cho nên Đinh gia mới có đại họa hôm nay. Trên mặt Đinh Nguyên xuất hiện vẻ áy náy, đệ tử Đinh gia cúi đầu xuống. Trong tình huống lúc trước, cho dù Đinh Nguyên đầu hàng thánh địa thì bọn họ cũng không đồng ý.
Có thể nói, không có Đinh Thược Dược, không ai có thể trấn áp người có dã tâm. Trong Đinh gia, Đinh Nguyên muốn nói cái gì, Đinh Thược Dược khoát khoát tay, sau đó nhìn về phía Dương Diệp, nàng không nói gì, nàng quỳ trước mặt Dương Diệp, nàng không nói gì, chỉ quỳ như thế. Nhìn thấy một màn này, Đinh gia người toàn bộ cúi đầu xuống, kể cả cái kia Định Nguyên cũng là như thế. Dương Diệp đứng dậy, đi đến Đinh Thược Dược trước mặt, đem nàng vịn, nói. Ta và ngươi không cần như thế, ngươi làm như thế, nói thực ra, trong nội tâm của ta không có tư vị gì cả. Đinh Thược Dược nói, lúc ngươi nói chuyện với người Đinh gia lúc nãy, ta biết rõ, bọn họ đều đáng chết. Nhưng Đinh gia có ơn nuôi dưỡng ta, ta không thể nhìn bọn họ chết. Dương Diệp lắc đầu, nói, cho dù ngươi không nói, ta cũng sẽ cứu bọn họ. Đinh Thược Dược nao nao, sau đó nàng làm như nghĩ đến cái gì, sau đó nhìn Dương Diệp, nàng im lặng. Dương Diệp quay người nhìn về phía người Đinh gia. Nói thực ra, khi bọn họ đi vào thánh địa này, bọn họ chết hay không chết, với ta mà nói không có ý nghĩa gì. Chết cũng có thể, không chết cũng có thể, ta lại lựa chọn cho bọn họ không chết, bởi vì bọn họ là người nhà của ngươi, nếu như nhìn bọn họ chết, người nhất định sẽ thương tâm. Nghe vậy, người Đinh gia thở dài, mà Đinh Thược Dược tại nhìn Dương Diệp, nàng không nói gì. Không chết cũng có thể. Đúng lúc này, Hà Chí Tôn xuất hiện gần đó, nói. Dương Diệp, kỳ thật ta thực rất ngạc nhiên, người dựa vào cái gì cứu những người này. Ta cũng rất tò mò. Thần Mô cũng xuất hiện, hắn dò xét Dương Diệp. Nếu như là người khác nói như vậy, ta nhất định sẽ tặng hắn mấy tấm nguyên tử phù, nhưng là ngươi, nói thực ra. Ngươi không phải người ngu ngốc, ngươi đã dám nói như vậy, nhất định là có nắm chắc, mà ta rất muốn biết ngươi làm sao phá giải trận pháp của ta. Dương Diệp đi tới trước màn sáng, tay phải đặt lên màn sáng, từng tia kiếm ý dung nhập vào trong màn sáng. Phá! Dương Diệp quát lớn, màn sáng bao phủ Dương Diệp nghiền nát trong ánh mắt Hà Chí Tôn cùng Thần Mô. Dương Diệp vung tay phải lên, hắn làm người Đinh gia ngất đi, sau đó thu bọn họ vào trong Hồng Mông Tháp. Sau đó nhìn về phía Thần Mô, nói. Xem đi, cũng không có khó khăn gì. Lúc này sắc mặt Hà Chí Tôn cùng Thần Mô đều ngưng trọng, hai người nhìn chằm chằm vào Dương Diệp. Sau nửa ngày, Hà Chí Tôn hít sâu một hơi, nói. Dương Diệp, tuy ta nhìn người rất không thoải mái, nhưng ta không thể không thừa nhận, ngươi đúng là kỳ tài ngút trời, không ngờ tuổi này lại lĩnh ngộ kiếm ý thiên giai tam trọng, ngươi, thật sự không tầm thường. Thần Mô gật gật đầu, nói. Dùng thiên phú của ngươi, cho dù ở thiên ngoại thiên cũng là thiên tài tuyệt đỉnh. Đáng tiếc, người sinh ra ở thế giới này, bằng không tương lai của ngươi sẽ vô hạn. Dương Diệp nhìn sang truyền tống đài, lúc này, truyền tống trên đài vẫn có người xuất hiện tại đây, khi những người này vừa xuất hiện, lập tức bị vô số người xông lên chém giết. Bầu trời, màn máu càng dày, dưới màn máu là mặt đất đỏ rực. Máu tươi dưới truyền tống đài sâu nửa mét, mùi huyết tinh đậm đặc như huyết trì. Dương Diệp chưa thấy qua cái gì là địa ngục, nhưng là nghĩ lại địa ngục không hơn gì nơi này, bởi vì thánh địa chính là địa ngục. Đều nói người Dương Diệp tàn nhẫn, ta lại không cảm thấy như vậy. Lúc này, Hà Chí Tôn nói. Người vẫn còn có chút lòng dạ đàn bà, hạo kiếp hàng lâm, những người này hiện tại không chết, chờ thời điểm thiên địa sụp xuống, bọn họ vẫn sẽ chết. Hiện tại không hy sinh bọn họ, không chỉ bọn họ chết, còn có chúng ta. Ta không nghĩ tới, thánh địa lại liên thủ với huyền giả nghịch loại. Dương Diệp nhìn sang đám người huyền giả nghịch loại, nói. Càng không có nghĩ tới, những huyền giả nghịch loại kiệt ngao bất tuân lại liên thủ với thánh địa. Hà Chí Tôn nói. Tổng thể mà nói, thực lực thánh địa không bằng huyền giả nghịch loại, nhưng khi thánh địa quyết định liều chết với bọn chúng, đổi lấy kết quả chính là lưỡng bại câu thương, bọn họ không muốn như thế, chúng ta càng không muốn như thế. Mà mọi người đều muốn sống, dưới loại tình huống như vậy, liên thủ là tất nhiên. Các ngươi làm như vậy, không phải đang phản bội thiên ngoại thiên hay sao? Dương Diệp nói. Phản bội. Hà Chí Tôn cười lạnh một tiếng, nói. Xem ra Dương Diệp ngươi không hiểu lịch sử của thế giới này, ngươi cũng đã biết, vào 10 vạn năm trước, chính bọn chúng đuổi huyền giả nghịch loại tới đại lục của chúng ta. Lúc ấy cường giả đại lục không có biện pháp. Chỉ có thể kiên thủ với bọn họ trấn áp huyền giả nghịch loại, dùng việc này đổi lấy an ổn cho đại lục. Nhưng ai biết, sau khi trấn áp huyền giả nghịch loại, đám cường giả túc trước mất tích, thẳng đến cuối cùng,
mọi người mới phát hiện, thế giới này đã sớm không còn cường giả bán thánh. Mà thế giới của chúng ta có thêm thiên lộ. Nói đến đây, Hà Chí Tôn hít sâu một hơi, ngẩng đầu nhìn phía chân trời, nói. Có thể nói, đám người thiên ngoại thiên chính là địch nhân của chúng ta và huyền giả nghịch loại. Vạn nhất huyết sông thiên lộ không thành công thì sao? Dương Diệp nói. Không thành công. Hà Chí Tôn cười khẽ, trong nụ cười mang theo dữ tợn và bi thương, hắn chỉ vào đám người huyền giả đại lục đang tự giết lẫn nhau phía dưới, nói. Kỳ thật, chúng ta không khác gì bọn chúng, cho dù con đường này không được, chúng ta vẫn phải đi bởi vì, đây là biện pháp duy nhất của chúng ta, giống như đám người phía dưới, bọn họ không có lựa chọn. Nói đến đây, hắn nhìn về phía Dương Diệp, nói. Dương Diệp, với thiên phú của ngươi, nếu đi lên thiên ngoại thiên, ngươi nhất định có thể nhất phi trùng thiên. Ngươi cần gì phải chống lại chúng ta, còn nữa, dùng thực lực của ngươi, căn bản không cách nào ngăn cản cái gì. Chỉ cần ngươi nguyện ý gia nhập thánh địa, ta có thể làm chủ, hiện tại không giết ngươi, chúng ta cũng bỏ qua chuyện cũ. Kiếm ý thiên giai viên mãn đã làm đối phương xem trọng chân chính, có thể nói như vậy, nếu như Dương Diệp đạt tới bán thánh, cho dù là hắn cũng kiêng kỵ. Không ai hiểu rõ, một kiếm tu lĩnh ngộ kiếm ý thiên giai tam trong kinh khủng cỡ nào, hơn nữa kiếm tu này còn nắm giữ kiếm vực. Dương Diệp không có trả lời Hà Chí Tôn, hắn nhìn truyền tổng đài cách đó không xa. Trên truyền tống đài, còn có vô số người tiến tới đây. Dương Diệp vẫn mê mang, bởi vì, hắn biết rõ một việc, đó chính là nếu cho người huyền giả đại lục lựa chọn, chỉ sợ chỉ ít có 9 thành người huyền giả đại lục chọn phựa thánh địa. Cho dù ở thánh địa có huyền giả nghịch loại tạo áo lực, hắn vẫn không có lựa chọn vứt bỏ huyền giả đại lục, nhưng bây giờ, huyền giả đại lục lựa chọn vứt bỏ hắn. Càng ngày càng nhiều người chết, máu tươi hội tụ thành biển. Oanh! Đột nhiên, phía chân trời xuất hiện tiếng nổ lớn, tất cả mọi người kinh hãi, toàn bộ ngẩng đầu nhìn lên bầu trời. Kể cả đám người Hà Chí Tôn và huyền giả nghịch loại đều khiếp sợ. Trong ánh mắt của mọi người, màn máu phía chân trời bị cắt đứt, một lỗ thủng đen kịt xuất hiện. Người thiên ngoại thiên đến. Nhìn thấy cảnh này, sắc mặt Hà Chí Tôn tái nhợt. Năm tia sáng xuất hiện, một tia sáng là một người, đó là ba nam hai nữ. Toàn bộ là thánh giả cảnh, tuy thân thể là hư ảo, hiển nhiên đây không phải là chân thân của bọn họ. Nhìn thấy cảnh này, tất cả mọi người giống như hóa đá, đám huyền giả nghịch loại như lâm đại địch. Dương Diệp nhìn một nữ tử, hắn nhận ra nữ tử này, chính là tổ sư Mục Hàn San của Bách Hoa Cung. Ánh mắt đối phương cũng nhìn lên người hắn, trong mắt đối phương sinh ra sát ý âm trầm. Dương Diệp thu hồi ánh mắt, trong mắt mang theo vẻ nghi hoặc. Bởi vì đám người kia tới thế giới này, vì sao không có bổn nguyên tử khí hàng lâm? Không chỉ có hắn, ngay cả đám người Hà Chí Tôn cũng khó hiểu. Lúc này, lão giả trong đó đi tới, sau đó hắn lấy ra một bó to phù lục, hắn cong ngón búng ra, những phù lục kia bay về phía chân trời. Khảo thí phù. Lúc này, đột nhiên thần mô nói một câu. Cái gì là khảo thí phù? Dương Diệp hỏi. Một loại phù lục có thể kiểm tra thiên phú. Rất kỳ diệu, ta đã hiểu vì sao bọn họ tới đây, ha ha. Thì ra là thế. Thần mô nói. Dương Diệp cảm thấy khó hiểu, lúc này, một cột sáng bao phủ đinh thược dược bên cạnh hắn, sắc mặt Dương Diệp thay đổi, hắn đang muốn ra tay, thần mô lại nói. Đừng lo lắng, đây là tạo hóa của nàng. Dương Diệp vẫn khó hiểu, hắn cũng không có ra tay, bởi vì đinh thược dược không có tổn thương gì, nàng chỉ là chậm rãi bay lên không trung. Không qua bao lâu, từng tia sáng từ bốn phương tám hướng bay tới, mỗi một tia sáng mang một người. Rất nhanh, Dương Diệp nhìn thấy một ít người mà hắn quen biết. Minh Nữ, An Nam Tĩnh, Hiểu Vũ Tịch, Mục Thanh Phong, Mù Lòa thứ hai Thánh Bảng, Lục Uyển Nhi, Tần Vong, Phù Cẩm Tiên. Không đến một hồi, không trung xuất hiện hơn 100 người, trong những người này, nữ có nam có, bọn họ đều có một điểm giống nhau, tất cả đều là thiên tài tuyệt đỉnh. Ánh mắt năm tên thánh giả cảnh đảo qua từng người, cuối cùng đại bộ phận ánh mắt đều nhìn lên người An Nam Tĩnh cùng Minh Nữ. Đây là... Minh Nữ nhíu mày. Lão giả mỉm cười, nói. Thế giới này sắp hủy diệt, các ngươi có bằng lòng theo chúng ta đi tới thiên ngoại thiên hay không? Vì cái gì? Minh Nữ hỏi. Lão giả rất kiên nhẫn, hắn cười nói. Tinh vực này thiếu nhất không phải tài nguyên, mà là nhân tài. Lần này ta trả giá thật lớn.
dùng nguyên thần hàng tâm thế giới này, mục đích là cứu thiên tài của thế giới này. Cũng may thế giới này không làm ta thất vọng, tuy đã xuống dốc đến tận cùng, nhưng vẫn còn nhiều thiên tài như thế, đặc biệt là người cùng nha đầu bên cạnh, càng làm chúng ta cảm thấy ngoài ý muốn sâu sắc. Nghe lão giả nói thế, người sau lưng Minh Nữ cùng An Nam Tĩnh mừng như điên, có người kích động rơi tệ. Bởi vì việc này đại biểu bọn họ không cần chết, không chỉ có không cần chết, còn có thể thăng chức rất nhanh. Minh Nữ im lặng nửa ngày, nói. Thế giới này sẽ thế nào? Hủy diệt. Lão giả nói, giọng nói không chứa chút cảm tình nào. Nguyện ý đi theo chúng ta tới thiên ngoại thiên thì đứng sau lưng chúng ta. Lão giả bên cạnh Mục Hàn San nói. Trong chốc lát, những thiên tài kia vội vàng đi vào sau lưng đám người Mục Hàn San, nhưng vẫn có vài người không nhúc nhích, mấy người kia là Minh Nữ, An Nam Tĩnh, Hiểu Vũ Tịch, Lục Uyển Nhi cùng Phù Cẩm Tiên. Nhìn thấy cảnh này, đám người lão giả cau mày, bởi vì mấy người lưu lại đều có thiên phú xuất chúng nhất, đặc biệt là An Nam Tĩnh cùng Minh Nữ, còn có Lục Uyển Nhi. Các ngươi phải biết rõ, đây là cơ hội cuối cùng để các ngươi sống sót. Lão giả nói, ta buông tha cơ hội này. Nói chuyện là An Nam Tĩnh, nói xong, nàng quay đi tới bên cạnh Dương Diệp. Hiểu Vũ Tịch không nói lời nào, nàng bay tới bên cạnh Dương Diệp. Đám người lão giả cau mày. Phù Cẩm Tiên đi tới bên người Dương Diệp, nhìn Dương Diệp, nói. Đa tạ ngày đó tương trợ, tình này, ta khắc trong tâm khảm. Nói xong, nàng xuất hiện sau lưng đám người lão giả. Lục Uyển Nhi thi lễ sư đồ với Dương Diệp, nói. Nếu ta đi sang, người có trách ta không? Dương Diệp lắc đầu, nói. Làm sao có thể, đây là tạo hóa của ngươi, ngươi không buông tha. Nói xong, hắn nhìn về phía An Nam Tĩnh cùng Hiểu Vũ Tịch, nói. Các ngươi cũng thế, đừng làm chuyện điên rồ, đây là cơ hội duy nhất giúp các ngươi sống sót. Hai người các ngươi đừng nói chuyện, ta biết rõ các ngươi muốn nói cái gì, nhưng ta muốn nói, cảm tình giữa chúng ta, thật không cần dùng sinh tử làm bạn để chứng minh. Đều đã qua, được không? Hai nữ không nói gì, chỉ nhìn hắn. Dương Diệp đi đến trước mặt hai nữ, cũng không cố kỵ chút nào, hắn trực tiếp giữ chặt tay hai nàng, nói. Ta biết rõ, các ngươi muốn ở cùng ta, muốn giúp ta, nhưng ta không cần, bởi vì vi thực lực các ngươi không thể trợ giúp ta. Nói xong, Dương Diệp trực tiếp ôm hai nữ, nói. Thật có lỗi. Nói xong, Dương Diệp dùng sức đánh vào gáy hai nàng, một đám kiếm ý thẩm thấu ra, Hiểu Vũ Tịch bất tỉnh tại chỗ, mà An Nam Tĩnh mở to mắt, trong mắt mang tức giận, nhưng nàng lại không thể động đậy. Nhìn An Nam Tĩnh, tay của Dương Diệp chậm rãi vuốt ve gò má của nàng, nói. Quên nói cho người biết, kiếm ý của ta đã là thiên giai đại viên mãn. Ta biết rõ. Nếu ta không làm như vậy, các ngươi chắc chắn sẽ không đi, đừng nóng giận, lần sau gặp mặt, ta sẽ cho ngươi. Đánh hả giận, tin tưởng ta, chúng ta nhất định có thể gặp mặt. Nói xong, hắn cúi đầu hôn lên bờ môi đỏ mọng của An Nam Tĩnh, sau đó ôm hai nữ đi tới trước mặt Đinh Thược Dược, Dương Diệp đang muốn động thủ, nàng lại nói. Không cần đánh ngất xỉu ta, ta sẽ theo bọn họ, người phải đáp ứng ta, chúng ta nhất định còn ngày gặp lại. Nhất định. Dương Diệp gật đầu, sau đó mang theo ba nàng tới trước mặt Minh Nữ, nói. Giúp ta chiếu cố các nàng, tính toán ta thiếu nợ ngươi một nhân tình. Nhân tình này có thể còn không? Minh Nữ nói. Nhất định. Dương Diệp nói. Minh Nữ nhìn Dương Diệp nửa ngày, sau đó tiếp nhận An Nam Tĩnh cùng Hiểu Vũ Tịch, nói. Ta còn, các nàng còn. Dương Diệp gật gật đầu, đang muốn đi xuống dưới, đột nhiên Minh Nữ chỉ vào hắn. Nhìn về phía lão giả nói. Vì cái gì các ngươi không chọn hắn? Tất cả mọi người nhìn về phía lão giả, những cường giả thiên ngoại thiên này không biết thiên phú khủng bố của Dương Diệp, nhưng người huyền giả đại lục và thánh địa lại biết rõ, trong thế giới này, người có thiên phú mạnh nhất, không ai qua được Minh Nữ cùng An Nam Tĩnh, còn có Dương Diệp. Minh Nữ cùng An Nam Tĩnh đều được chọn, vì sao không có chọn chúng Dương Diệp? Dương Diệp cũng nhìn về phía lão giả. Hắn cho rằng mình cũng không kém mới đúng. Vì cái gì mình không bằng những người kia, vì sao không có lựa chọn hắn? Đương nhiên, cho dù chọn chúng hắn, hắn cũng không đi, nếu hắn như đi, Mạc Lão, Lục Đạo, Tô Thanh thì làm sao bây giờ? Lão giả cũng nhìn về phía Dương Diệp, dò xét Dương Diệp, hắn nói. Thiên phú không tệ, không kém gì hai nữ hài kia,
vì sao, khảo thí phủ, không có chọn chúng ngươi? Câu cuối cùng là hắn tự hỏi mình. Trầm ngâm nửa ngày, hắn tại lấy ra một tờ khảo thí phủ, sau đó cong ngón tay búng vào người Dương Diệp, khảo thí phủ tỏa sáng nhưng nhanh chóng biến mất. Đám lão giả cau mày, ngay cả Mục Hàn San cũng cau mày khó hiểu. Lão giả lại lấy hai tấm khảo thí phủ dán tên người Dương Diệp, nhưng vẫn như trước, ánh sáng đã biến mất. Đám lão giả càng khó hiểu, nhưng Dương Diệp lại hiểu. Bởi vì khi phù tục dính vào người hắn đã tỏa ra năng lượng kỳ dị, những năng lượng kia kiểm tra tiềm lực và thiên phú của hắn, nhưng năng lượng đó lại bị hút vào trong Hồng Mông Tháp, sau đó không có sau đó. Trên người hắn có chút quái dị. Lúc này, Mục Hàn San nói. Cũng phải, người thiên phú không kém, có tư cách đi theo chúng ta tới thiên ngoại thiên. Ta cự tuyệt. Dương Diệp không hề nghĩ ngợi đã cự tuyệt, hắn không phải không muốn đi, mà là không thể đi. Trong thế giới này còn có rất nhiều người mà hắn lo lắng, như Mạc Lão, Lục Đạo, Lôi Lâm, Nhân Nhân, Thanh Thi. Những người này đều ở Huyền Giả Đại Lục, hắn đi, bọn họ làm sao bây giờ? Ngươi cự tuyệt ta. Đột nhiên ánh mắt Mục Hàn San bắn ra hàn quang, giọng nói lạnh lùng làm nhiệt độ giảm xuống rất nhiều. Ta có việc cần hoàn thành. Dương Diệp không sợ hãi, hắn nhìn thẳng vào Mục Hàn San. Mục Hàn San nói, linh khí của thế giới này đã tới biên giới cạn kiệt, các ngươi và Huyền Giả nghịch loại tạo ra sát nghiệt như thế, càng chu sát thiên đạo của thế giới này. Ngươi cũng đã biết, hiện tại, không phải chúng ta muốn tiêu diệt Huyền Giả nghịch loại và các ngươi, mà là pháp tắc thiên đạo thiên ngoại thiên muốn tiêu diệt các ngươi. Các ngươi làm ra việc đồ sát hàng tỷ sinh linh, các ngươi cho rằng sẽ bị trời phạt là giả hay sao? Chúng ta còn không phải bị các ngươi bức. Lúc này, Hà Chí Tôn gầm lên giận dữ. Các ngươi vì đối phó Huyền Giả nghịch loại, vây khốn chúng ta 10 vạn năm đấy, bao nhiêu người có thể thành thánh, nhưng bởi vì các ngươi mà dừng lại ở ngưỡng cửa thánh giả cảnh, hóa thành bụi đất. Hôm nay, Huyền Giả nghịch loại xuất thế, hạo kiếp hàng lâm, chúng ta không làm như thế thì làm thế nào? Chúng ta chỉ muốn sống. Lúc trước, nếu như không có chúng ta, thế giới của các ngươi đã bị Huyền Giả nghịch loại hủy diệt. Lão giả nói. Bọn ngươi hôm nay lại trách chúng ta, thật sự là buồn cười đến cực điểm. Nói nhảm với chúng làm gì? Sẽ có thiên đạo tới thu thập bọn họ. Trung niên bên cạnh lão giả nói. Chúng ta đi thôi, trở về hảo hảo thương lượng phân phối thiên tài thế nào mới là việc đúng đắn. Mục Hàn San nhìn về phía Dương Diệp, lại nói. Đây là cơ hội cuối cùng của ngươi. Dương Diệp lắc đầu, nói. Các ngươi ai đúng ai sai đều không trọng yếu. Trọng yếu là thế giới này có người ta cần thủ hộ. Có nhiều thứ có thể ném, nhưng là có nhiều thứ, cho dù chết cũng không thể ném. Đây là ngươi lựa chọn. Mục Hàn San nhìn Dương Diệp thật sâu, sau đó hóa thành tia sáng biến mất phía chân trời. Rất nhanh, đám người lão giả cũng biến mất. Dương Diệp, nhớ kỹ, ngươi thiếu nợ nhân tình của ta. Cuối chân trời, giọng nói của Minh Nữ truyền xuống. Sau khi đám người kia biến mất, một vòng xoáy lôi điện đỏ rực xuất hiện. Lôi điện trong vòng xoáy đánh thẳng vào người Huyền Giả nghịch loại, sau đó là tiếng hét thảm thiết vang lên, một gã Huyền Giả nghịch loại bán thánh hóa thành cho tàn tại chỗ. Lúc này có vô số lôi điện giáng xuống. Đây là loại sấm sét gì vậy? Nhìn thấy tên cường giả bán thánh kia bị trực tiếp giết chết trong nháy mắt, tất cả mọi người ở đó đều hoảng hốt. Lúc này ngay cả Dương Diệp cũng thấy khiếp sợ. Đó là cường giả bán thánh. Hơn nữa còn là Huyền Giả nghịch chủng, thế mà lại bị một đợt sấm sét trực tiếp đánh chết trong nháy mắt. Thiên đạo cũng phân chia mạnh yếu, bởi vậy trời phạt cũng có mạnh yếu. Lần này trời phạt do thiên đạo của thế giới thiên ngoại thiên này đánh xuống, đừng nói là bán thánh, cho dù là thánh giả cũng có thể bị giết chết. Thần Mô nhìn vòng xoáy lối điện rất lớn phía chân trời này, trong mắt có phần bị thương. Bọn họ nói không sai, đúng là thiên đạo của thiên ngoại thiên muốn tiêu diệt chúng ta. Chúng ta tiêu rồi. Tiêu rồi à? Nhìn một vòng xoáy lôi điện rất lớn kia, trong mắt Dương Diệp hiện lên một sự mờ mịt. Khí tức trong đó phát ra mạnh hơn bất kỳ cường giả nào hắn đã gặp, nói đơn giản chính là không cường giả bán thánh nào có thể chống lại được. Vòng xoáy kia càng lúc càng lớn, từng lôi điện từ trong đó trút xuống, bất kỳ người nào bị đánh trúng thì thần hồn đều lập tức bị diệt, không hề có bất kỳ ngoại lệ nào. Lúc này, có hai người đột nhiên xuất hiện ở trong không trung. Một người mặc trường bào màu trắng, đeo mặt nạ màu trắng.
Một người khác mặc áo bào đen, bên thắt lưng có gài một thanh đao, trong mắt không có đồng tử. Đó là đường chủ của thánh địa và đao đế Từ Thiên Giả. Hai vị cường giả mạnh nhất trong thế giới hiện nay. Ở dưới lôi kiếp răng kín khắp nơi, cho dù là hai vị trí cường giả này cũng có vẻ giống như con kiến hôi. Cường giả càng lúc càng nhiều, trong đó có người của thánh địa, cũng có huyền giả nghịch trùng, cả Mạc lão cùng đám người lục ngôn của đại lục huyền giả cũng tới. Nhìn vòng xoáy lôi điện rất lớn trên bầu trời, trong mắt tất cả mọi người đều xuất hiện vẻ tuyệt vọng. Bất kể là huyền giả nghịch trùng sai, hay thánh địa sai, thậm chí là thiên ngoại thiên sai, bây giờ, những điều này đều không quan trọng nữa. Quan trọng là thế giới này thật sự sắp bị hủy diệt rồi. Những lôi điện này tấn công, nó căn bản không phải đang trừng phạt người nào đó, hoặc thế lực nào đó, mà đang trừng phạt toàn bộ đại lục huyền giả. Đúng lúc này, Từ Thiên Giả đột nhiên rút đao chỉ về phía trời cao, những huyết khí, sát khí, oán khí màu đỏ từ phía chân trời hội tụ thành từng dòng suối tràn vào trong đao của Từ Thiên Giả, máu tươi phía dưới đang biến mất với tốc độ mắt thường có thể thấy được. Rất nhanh, đao trong tay Từ Thiên Giả biến thành màu đỏ tươi. Đao pháp này tên là Thí Thần Trảm. Đột nhiên, một giọng nói vang lên ở bên tai Dương Diệp quay lại nhìn và hơi ngẩn người ra, bởi vì không ngờ người nói chuyện là Tần Bất Phàm đã lâu không gặp. Tần Bất Phàm nói tiếp, ở thế giới kia của chúng ta không có thánh giả, chỉ có thần tiên ma quỷ, đao pháp này là do một mùa đầu rất lợi hại sáng chế ra. Hắn lợi hại tới mức nào? Chính là loại cấp bậc tàn sát thánh giống như giết chó. Về phần thần cùng tiên, ta không giải thích với ngươi nữa. Dù sao, một đạo này thậm chí có thể chém chết cường giả cảnh giới thánh giả. Chém thiên đạo, vậy chúng ta có thể sống được sao? Dương Diệp hỏi. Trên lý thuyết là như vậy. Tần Bất Phàm nói. Đao đế vốn tính chở huyết khí cùng sát khí và oán khí đạt tới trình độ nhất định. Một đao chém nát thiên lộ và những cường giả cảnh giới thánh giả trấn giữ thiên lộ, nhưng không nghĩ tới, thiên đạo của thiên ngoại thiên này tự nhiên lại ra tay trước, xem ra nó đã sớm cảm nhận được nguy hiểm. Nó có ý thức à? Dương Diệp hỏi. Tần Bất Phàm lắc đầu, nói. Ta chưa từng gặp thiên đạo có ý thức thật sự, tất cả hành vi của bọn họ đều từ tiềm thức. Mục đích tồn tại của bọn họ chính là để ngăn cản sự cân bằng trong trời đất. Sở dĩ lần này nó ra tay tà bởi vì cánh cửa giết chóc đã quá giới hạn, phá hủy nghiêm trọng tới cân bằng của tinh vực này, bởi vậy, mới xuất hiện trời phạt. Còn nữa, ngươi biết cái gọi là số phận không? Ta biết, ngươi nhất định sẽ không tin, cho rằng mạng ta do ta không chế, không phải do trời, đúng không? Dương Diệp khẽ gật đầu. Tần Bất Phàm nói. Ngay từ lúc đầu, ta cũng không tin, nhưng sau khi ngươi đạt được trình độ nhất định sẽ phát hiện, thật ra nó có tồn tại. Nó giống như một bàn tay vô hình đang khống chế tất cả mọi thứ trong thế giới, chúng ta gọi tắt nó là thiên đạo. Vũ trụ mịt mờ này, ngoại trừ số ít đại năng ra, không có người nào có thể không bị nó khống chế. Ban đầu, thế giới này của chúng ta vốn có thiên đạo, nhưng nó chết rồi. Dương Diệp nói. Tần Bất Phàm lắc đầu, nói. Thiên đạo của thế giới này quả thật được tính là thiên đạo, nhưng so sánh với thiên đạo của thiên ngoại thiên lại quá yếu. Vị trí thế giới này của chúng ta, thật ra xem như là ở dưới sự quản lý của thiên đạo thiên ngoại thiên, không chỉ có chúng ta, cho dù là thiên đạo thế giới này của chúng ta cũng thuộc sự quản lý của thiên ngoại thiên. Ha ha, có phải ngươi cảm giác rất kỳ lạ, vì sao thiên đạo cũng có chế độ đẳng cấp hay không? Dương Diệp khẽ gật đầu, nói. Đúng vậy, chẳng qua theo cách ngươi nói, vậy ngoài thiên ngoại thiên còn có thiên đạo mạnh hơn sao? Tất nhiên, Tần Bất Phàm nói. Bọn họ ở trong vũ trụ mịt mờ này, không chỗ nào không có mặt. Bây giờ, người đã hiểu rõ cái gì gọi là tu hành vốn chính là tranh cùng trời chưa? Dương Diệp ngẩng đầu nhìn lên trên không trung, nói. Ta chỉ muốn sống, muốn những người ta quan tâm được sống sót, đáng tiếc, điều này hình như rất khó. Vào giây phút người tu hành, người đang đấu cùng trời rồi. Tần Bất Phàm nói. Ta chỉ biết là ai không cho ta sống, ta sẽ làm cho hắn chết. Dương Diệp chậm rãi nắm chặt kiếm trong tay, trong mắt xuất hiện sự hung ác. Tô Thanh Thi, Tần Tịch Nguyệt, còn có Dương Niệm Tuyết, Bảo Nhi, xuất hiện ở bên cạnh của Dương Diệp. Dương Niệm Tuyết nhìn thấy Dương Diệp, chợt nhào tới trong lòng của Dương Diệp, vừa khóc vừa nói. Con sợ, phụ thân, con sợ. Dương Diệp vỗ nhẹ vài cái vào vai Dương Niệm Tuyết, sau đó nhìn về phía Tô Thanh Thi cùng Tần Tịch Nguyệt, nói.
Tiến vào trong, nếu như ta sống, chúng ta cùng nhau sống, nếu như ta chết, chúng ta cùng chết. Hai nàng nhẹ nhàng ôm lấy Dương Diệp, sau đó dẫn theo Dương Niệm Tuyết và Bảo Nhi bước vào bên trong Hồng Mông Tháp. Ca ca, người kia rất lợi hại. Lúc này, Nhân Nhân đột nhiên xuất hiện ở bên cạnh của Dương Diệp, mà cách đó không xa là lão già mắt mù và người không đầu. Dương Diệp đưa tay khẽ xoa đầu Nhân Nhân, nói. Ngươi sợ sao? Nhân Nhân khẽ gật đầu. Dương Diệp nói. Không có chuyện gì, chúng ta nhất định có thể sống sót ra ngoài, nhất định là vậy. Ta thật sự bội phục ngươi, lúc nào cũng tự tin như vậy. Tần Bất Phàm đột nhiên nói. Thành thật mà nói, bây giờ ta không tự tin có thể sống ra ngoài. Nếu như chúng ta đều là cảnh giới thánh giả, có thể còn có chút cơ hội, nhưng bây giờ thật sự không cơ hội gì, cho dù là Đao Đế ra tay cũng vậy. Ánh mắt mọi người nhìn về phía Từ Thiên Dạ trên không trung. Lúc này trong tay Từ Thiên Dạ là một thanh đại đao dài mấy ngàn trượng, rộng mấy trăm trượng với màu đỏ như máu, trong đó tỏa ra khí tức khủng khiếp, làm cho rất nhiều người không nhịn được phải run rẩy. Dương Diệp cũng lộ ra vẻ mặt nghiêm trọng, bởi vì một đao này tuyệt đối không phải do cường giả bán thánh có thể phát ra. Vòng xoáy lôi điện dường như cũng cảm nhận được uy hiếp, một cột sấm sét cực lớn từ phía chân trời đánh về phía Từ Thiên Dạ với tốc độ nhanh như điện chớp. Mọi người cổ thánh thành nghe lệnh, giúp ta một tay. Giọng nói của nam tử áo bào màu trắng trên không trung. Đó cũng chính là thánh chủ của Cố Thánh Thành. Theo nam tử áo bào màu trắng vừa dứt lời, bốn lão già đột nhiên xuất hiện ở bên cạnh hắn, Dương Diệp nhận ra một trong bốn lão già đó là các chủ của Huyền Kỳ Các. Sau lưng bốn lão già này là Hà Chí Tôn và cường giả bán thánh của Cổ Thánh Thành, không chỉ có cường giả bán thánh của Cổ Thánh Thành, còn có cường giả bán thánh của Huyền Giả Nghịch Chủng cũng xuất hiện ở xung quanh nam tử áo bào màu trắng. Nam tử áo bào màu trắng tay vung tay phải kên, một mặt gương cổ màu vàng rất lớn xuất hiện ở trên không trung. Sau khi nó xuất hiện, nam tử áo bào màu trắng cùng hơn một vạn cường giả bán thánh phía sau hắn đồng thời ra tay, rất nhiều huyền khí tràn vào trong chiếc gương cổ màu vàng này. Trong phút chốc, mặt gương cổ xuất hiện một đường ánh sáng màu vàng, nhưng rất yếu ớt. Còn chưa đủ. Nam tử áo bào màu trắng đột nhiên hét lên. Dương Diệp nhìn về phía Mạc Lão cùng Lục Ngôn, hai người khẽ gật đầu, hai tay đánh về phía mặt gương cổ kia, huyền khí trong cơ thể hai người giống như lao về phía mặt gương giống như lũ lụt sau khi vỡ đê. Nhân Nhân của Vô Danh Thành, lão già mắt mù, còn có người không đầu cũng đánh ra. Giờ phút này, gần như toàn bộ cường giả đứng đầu đại lục huyền giả cùng thánh địa đều ra tay. Mặt gương cổ màu vàng kia đột nhiên phát ra một cột ánh sáng màu vàng rất lớn, bắn thẳng tới phía chân trời, lao về phía cột sấm sét kia. Cường giả của toàn bộ đại lục huyền giả cùng thánh địa liên thủ đánh một đòn sẽ khủng khiếp tới mức nào? Trong cột ánh sáng màu vàng kia ẩn chứa năng lượng khủng khiếp, quả thực có thể hủy trời diệt đất, làm cho toàn bộ phía chân trời cùng mặt đất đều chấn động kịch liệt, dường như trời đất sẽ lập tức sụp đổ vậy. Trong sự chú ý của mọi người, cột ánh sáng màu vàng cùng cột sấm sét kia va chạm vào nhau. Âm! Một tiếng nổ lớn đinh tai nhức óc vang lên, rất nhiều dòng điện cùng năng lượng màu vàng bắn nhanh về bốn phía xung quanh, phía chân trời chấn động kịch liệt, hình như trong phút chốc sẽ nổ tung. Mà ở phía dưới, chiếc gương cổ trong tay của người mặc áo bào trắng đột nhiên vỡ nát, đám người phía sau hắn thậm chí phun máu tươi. Phía dưới, tất cả mọi người đều kinh hãi. Không ngờ một đòn liên thủ của rất nhiều chí cường giả cũng có cách nào chống lại trời phạt của thiên đạo này. Trong mắt rất nhiều người bắt đầu xuất hiện vẻ tuyệt vọng, trong đó bao gồm cả những cường giả bán thánh, ở trước mặt trời phạt của thiên đạo, lần đầu tiên bọn họ cảm giác mình thật sự yếu như con kiến hôi. Đúng lúc này, vòng xoáy phía chân trời kia đột nhiên lại chuyển động, một cột sấm sét rất lớn lại chậm rãi lộ ra, lần này cột sấm sét lớn hơn nữa, màu sắc cũng càng đậm hơn. Uy lực tất nhiên càng thêm kinh khủng. Ta cảm giác chúng ta sắp tiêu rồi, ngươi thấy thế nào? Tần Bất Phàm ở bên cạnh Dương Diệp đột nhiên nói. Dương Diệp suy nghĩ sâu xa khẽ gật đầu, cột sấm sét này chỉ vài phút giết chết tồn tại như bọn họ trong nháy mắt. Nhìn thấy cột sấm sét này, cho dù là đồng tử của thánh chủ của Cổ Thánh Thành cũng co lại kịch liệt. Hắn quay đầu nhìn Từ Thiên Dạ, lúc này Hứa Thiên Dạ vẫn đang hấp thu những huyết khí sát khí cùng oán khí xung quanh. Hắn vẫn cần thêm thời gian. Phải chống đỡ như thế nào đây? Có nên để Lôi Lâm đi thử một chút, xem có thể nuốt được thần lôi này hay không? Trong đầu Dương Diệp đột nhiên xuất hiện một ý niệm như vậy,
nhưng hắn lại lắc đầu, ném đi ý nghĩ ấu trĩ này. Cho dù Lôi Lâm có thể cắn nuốt lôi điện, nhưng cũng phải xem là lỗi gì. Lôi kiếp trước mắt này, có thể giết chết cả cường giả cảnh giới thánh giả. Bảo nàng tới thì chắc chắn phải chết. Ra tay cùng lúc, chợt có giọng nói của thánh chủ của cổ thánh thành vang lên. Tiếp theo, tất cả cường giả bán thánh ở đó đều thi triển ra một đòn mạnh nhất của mình, đánh về phía chân trời. Phong thiên trưởng, kiếp ngục chỉ, phệ hồn trảm. Hơn vạn cường giả bán thánh đồng thời ra tay, tình cảnh kinh khủng tới mức nào. Rất nhiều công kích năng lượng đánh về phía cột sấm sét kia, phía chân trời truyền đến tiếng nổ lớn. Cuối cùng, ở dưới sự liên thủ của mọi người, cột sấm sét kia ầm ầm vỡ vụn ra, cuối cùng hóa thành rất nhiều tia điện rơi vào khoảng không phía dưới. A! À, vô số người kêu lên thảm thiết, hễ là những người bị tia lôi điện đánh trúng, thần hồn đều lập tức bị diệt, trong đó bao gồm có một ít cường giả bán thánh. Cho dù đánh nát cột sấm sét kia, nhưng ở đó đã trực tiếp chết mấy nghìn cường giả bán thánh. Lúc này, vòng xoáy lôi điện rất lớn ở phía chân trời này đột nhiên tăng vọt, lập tức che phủ toàn bộ phía chân trời, tiếp theo, rất nhiều lôi điện rất nhỏ giống như trận mưa chút xuống. Giờ phút này, toàn bộ đại lục huyền giả cùng thánh địa đều đang run rẩy. Ngày diệt vong thật sự hạ xuống. Cho dù cường giả bán thánh không chống lại những lôi điện kia, nhưng có thể dựa vào thực lực của bản thân tạm thời né tránh, những huyền giả dưới bán thánh này lại không may mắn như thế, bọn họ thậm chí muốn trốn cũng không trốn được. Rất nhiều tiếng kêu thảm thiết, tiếng kêu rên, không ngừng vang vọng trong toàn bộ đại lục huyền giả cùng thánh địa. Nhìn cảnh tượng như vậy, trong mắt Dương Diệp lóe lên sự hung ác, ngẩng đầu nhìn vòng xoáy vô tận, giận dữ hét. Thánh địa có tội, huyền giả nghịch trùng có tội, nhưng những người bình thường kia có tội gì? Trời xanh! Sao người bất công? Vậy, nói đạo lý với nó à? Đầu ngươi hỏng rồi. Tần Bất Phàm tắc đầu, mà vào lúc này, vòng xoáy phía chân trời đột nhiên dừng xoay tròn. Tần Bất Phàm sửng sốt, kinh ngạc nói. Thật sự có tác dụng à? Dương Diệp cũng sửng sốt, nhưng trong phút chốc, những vòng xoáy lại điên cuồng xoay tròn, sau đó có nhiều lôi điện hơn chút xuống. Cùng lúc đó, một cột sấm sét dài tới trăm trượng đột nhiên xuất hiện, rơi về phía Dương Diệp. Chết tiệt! Tần Bất Phàm quá khiếp sợ, cơ thể di chuyển cách xa Dương Diệp, nói. Con người ngươi quả nhiên là một yêu tinh gây họa, đứng cùng với ngươi chưa từng phát sinh chuyện gì tốt, hù chết ta rồi. Nhìn thấy cột sấm sét này đánh về phía Dương Diệp, không chỉ bản thân Dương Diệp sửng sốt, ngay cả những cường giả thánh địa cùng huyền giả nghịch trùng bên cạnh cũng sửng sốt. Trước đây, có người nói sỉ nhục trời xanh sẽ gặp trời phạt, rất nhiều người không tin, nhưng bây giờ bọn họ tin rồi. Mạc lão cùng Lục Ngôn quá khiếp sợ, vội vàng đi tới trên không trung của Dương Diệp, cùng lúc đó Nhân Nhân cũng đi tới trên không trung của Dương Diệp, ba người đột nhiên ra tay, phát ra một đòn mạnh nhất của mình. Một tiếng động lớn vang lên, ba người trực tiếp bay ngược ra ngoài, cột sấm sét kia vẫn không ngừng lao về phía Dương Diệp. Trong mắt Dương Diệp lóe lên sự hung ác, cho dù biết bản thân không địch lại, nhưng hắn cũng không đầu hàng, vào lúc hắn muốn ra tay. Thánh chủ của cổ thánh thành đột nhiên xuất hiện ở trước mặt của hắn. Cùng lúc đó, những cường giả thánh địa cùng huyền giả nghịch trùng cũng xuất hiện ở trên không trung của Dương Diệp. Tiếp theo, mọi người lại liên thủ đánh ra một đòn. Cột sấm sét tiêu tan, nhưng lại có hơn 3.000 cường giả bán thánh và vô số người bình thường chết đi. Dưới chiếc mặt nạ của thánh chủ của cổ thánh thành cũng chảy ra máu tươi. Không quan tâm đã từng có ân oán gì, vào giờ phút này chúng ta phải nắm tay nhau đối địch. Kẻ địch của chúng ta không phải là người thiên ngoại thiên, mà là thiên đạo của thiên ngoại thiên, nếu không đồng tâm hiệp lực liên thủ, tất cả mọi người đều phải chết. Thánh chủ của cổ thánh thành chậm rãi nói. Dương Diệp khẽ gật đầu, nói. Giống như ngươi mong muốn. Nói xong, Dương Diệp đi tới trước mặt Mạc lão cùng Lục Ngôn, Nhân Nhân. Lúc này ba người bị thương rất nghiêm trọng, toàn thân đầy máu. Đặc biệt là Nhân Nhân, chiếc váy đều biến thành màu đỏ. Tay của nàng đã xuất hiện rất nhiều vết nứt, dường như sẽ vỡ thành mảnh nhỏ vậy. Nhìn thấy Dương Diệp, nàng thoáng cái nhào tới trong lòng của Dương Diệp, cơ thể Dương Diệp lại khẽ run lên, bởi vì lúc này trên thân Nhân Nhân vẫn còn mang theo lực lôi điện. Tay, ca ca, tay. Nhân Nhân khóc rất thương tâm, lúc này nàng hoàn toàn không có phong độ của cường giả tuyệt đỉnh nữa. Dương Diệp khẽ xoa đầu của Nhân Nhân, sau đó nắm hai tay nàng,
truyền hồng mông tử khí trong cơ thể vào trong lòng bàn tay nàng, rất nhanh, tay của Nhân Nhân đã khôi phục lại. Nhìn thấy tay không có việc gì, Nhân Nhân lập tức nín khóc và mỉm cười. Dương Diệp mỉm cười, sau đó nhìn về phía Mạc Lão cùng Lục Ngôn, nói. Mạc Lão, Lục tiền bối, các ngươi không sao chứ? Hai người khẽ lắc đầu một cái, Lục Ngôn nói. Nha đầu kia thật lợi hại, trước đó nàng một mình tự nhiên chống 7 phần lực của lôi kiếp, nếu không, hai bộ xương già của ta với Mạc Lão có lẽ phải nằm xuống tại đây rồi. Nói đến đây, hắn ngẩng đầu nhìn về phía chân trời, nói. Nếu như đao đế không thành công, chúng ta có lẽ sẽ phải thật sự chết ở chỗ này. Nghe được Mạc Lão nói vậy, Dương Diệp nhìn về phía chân trời. Lúc này, đại đao trong tay Từ Thiên Giả đã lớn gần mấy ngàn trượng. Toàn bộ đại đao chắn ngang chân trời, thoạt nhìn rất khủng khiếp. Mà thánh chủ của cổ thánh thành cùng cường giả thánh địa còn có huyền giả nghịch chủng đang ngăn cản trên không trung của Từ Thiên Dạ, giúp hắn đánh bay những tia điện lao xuống. Đương nhiên, bọn họ phải trả một cái giá cực lớn, gần như mỗi giây mỗi phút đều có cường giả bán thánh đang chết đi. Đúng lúc này, mặt đất đột nhiên vỡ ra, Tiểu Anh cùng rất nhiều sinh vật nham thạch nóng chảy xuất hiện, mọi người có phần sững sờ. Mà ở phía sau đám người Tiểu Anh là dòng sông nham thạch nóng bỏng vô tận, chúng không ngừng từ dưới nền đất tràn ra giống như vỡ đê, trong khoảnh khắc đã cắn nuốt rất nhiều huyền giả. Tất cả mọi người quá khiếp sợ, hoảng hốt, vội vàng bay lên trên không trung. Tiểu Anh, nàng! Dương Diệp kinh ngạc nhìn Tiểu Anh, nàng muốn báo thù vào lúc này sao? Tất cả mọi người nhìn về phía đám người Tiểu Anh, trong mắt tràn đầy sự thù hận. Tiểu Anh lắc đầu, nói. Những thần lôi rơi vào dưới nền đất và không biến mất, mà lao vào nơi sâu nhất dưới nền đất, phá hủy sâu trong lòng quả đất. Lôi điện đã đánh xuyên qua toàn bộ mặt đất, bởi vậy sẽ có nham thạch nóng chảy cuồn cuộn không ngừng phun từ sâu bên trong lòng đất ra, mãi đến khi nhấn chìm toàn thế giới. Nàng là linh vương hệ hỏa, nàng không thể ngăn cản sao? Dương Diệp nói, ta không phải là thần. Tiểu Anh nói, ta có thể ngăn cản một phần. Nhưng lúc này mặt đất thế giới này đều đã bị đánh thủng, rất nhiều nham thạch nóng chảy ra không ngừng, ta cũng bất lực. Cho dù có thể ngăn cản cũng vô ích. Lúc này, Tần Bất Phàm đột nhiên nói. Nó muốn hủy diệt toàn thế giới này, nếu như ta không chắc hẳn sai, người này tuyệt đối đang báo thù cho thiên đạo của thế giới này. Ngươi nói toàn lời vô nghĩa. Dương Diệp nói. Tần Bất Phàm lắc đầu, nói. Ngươi còn không tin. Mặc dù thiên đạo này không có ý thức chân chính của nhân loại, nhưng nó cũng không phải không có ý thức, dù sao nó là một tồn tại cực kỳ kỳ lạ, chuyện gì cũng có thể làm. Bây giờ, chỉ hy vọng đạo đế của các ngươi có thể một đao chém nát thiên đạo này. Lục Ngôn ngẩng đầu nhìn về phía chân trời, nói. Tất cả mọi người cũng nhìn về phía chân trời, không hề nghi ngờ, đạo đế chính là hy vọng cuối cùng của mọi người lúc này, nếu như một đao này không giết được thiên đạo, vậy tất cả mọi người phải chết. Càng lúc càng nhiều người chết ở dưới tôi kiếp, mà huyết đao trong tay Từ Thiên Giả cũng càng lúc càng dài, càng lúc càng lớn. Cho ta 300 hơi thở nữa. Giọng nói của Thiên Giả đột nhiên vang vọng. Phía chân trời hiện ra một cột sấm sét màu đen sẫm, cột sấm sét này không quá lớn, nhưng năng lượng trong đó lại khủng khiếp nhất. Nhìn thấy cột sấm sét này, vô số người hoảng hốt, đồng tử của cổ thánh thành thánh chủ co lại thành đầu kim. Thần Mô Đại Sư. Giọng nói của thánh chủ của cổ thánh thành lại vang vọng phía chân trời. Thần Mô cưỡi kỳ lân, trong mắt lóe lên sự hung ác, cơ thể thoáng di chuyển tới trên không trung, một tay chỉ lên trời, một tay chỉ xuống đất. Phù hỏa thiên địa. Trong phút chốc, kinh khí trong mấy ngàn dặm xung quanh đều tập trung về phía Thần Mô, dần dần, một vòng tròn đại trận do rất nhiều phù văn thần bí tạo thành hiện lên ở trên không trung của mọi người. Giúp ta một tay. Thần Mô hét lớn. Mọi người không dám do dự, tập trung huyền khí trong cơ thể mình cho Thần Mô. Ở dưới sự gia tăng huyền khí của mọi người, vòng lớn phù văn này càng lúc càng lớn, càng lúc càng dày, cuối cùng, trong mắt của mọi người thấy cột sấm sét màu đen kia đánh vào vòng lớn phù văn. Vừa mới tiếp xúc, đại trận phù văn này lập tức vỡ thành mảnh nhỏ, mà Thần Mô đã phun ra máu tươi, từ trên không trung rơi xuống đất. Tuy nhiên cũng may cột sấm sét kia cũng bị đánh cho tan ra. Hóa thành rất nhiều tia điện về bắn nhanh xuống, cho dù như vậy, lại có hơn 2.000 cường giả bán thánh ngã xuống. Thật thê thảm. Tần Bất Phàm bên cạnh Dương Diệp lắc đầu, nói.
Dương Diệp liếc nhìn Tần Bất Phàm, nói. Ngươi đừng có đứng ở chỗ này nói lời châm chọc nữa, dù gì ngươi cũng là cường giả bán thánh, ngươi lên đi. Cao thủ đều xông lên cuối cùng. Tần Bất Phàm rất nghiêm túc nói. Sợ chết cứ việc nói thẳng đi. Dương Diệp khẽ nói. Đúng lúc này, vòng xoáy cực lớn phía chân trời kia đột nhiên ngừng lại, tiếp theo nó tách ra. Một lôi điện màu tím có hình dạng giống như kiếm chậm rãi chui ra. Lôi điện màu tím này mới vừa xuất hiện, một ít cường giả bán thánh phía dưới đã không chịu nổi lực lượng cường đại trong đó, cơ thể trực tiếp vỡ ra. Dương Diệp, ta biết tiểu tử ngươi còn nắm con át chủ bài, ta cho ngươi biết, ta đặc biệt nghiêm túc nói cho ngươi biết, ngươi phải sử dụng. Ra, nếu không mọi người chúng ta sẽ tiêu đời, mẹ nó đây là lôi kiếp diệt thế đấy. Má ơi, thiên đạo này thật sự muốn tiêu diệt thế giới này, nó không phải nói đùa. Nhìn thần lôi màu tím phía chân trời kia, trong mắt Tần Bất Phàm xuất hiện một tia sợ hãi. Lần đầu tiên Dương Diệp nhìn thấy Tần Bất Phàm hoảng hốt lo sợ như vậy, không, phải nói là khủng hoảng, hắn nhìn thấy vẻ hoảng sợ rõ rệt trong mắt Tần Bất Phàm. Dương Diệp ngẩng đầu nhìn về phía chân trời, thần lôi màu tím sậm kia cũng không đánh nhanh xuống như mấy thần lôi trước, chậm rãi xuất hiện. Áp lực, một uy áp khủng khiếp xuất hiện. Uy áp này giống như mấy trăm ngọn núi lớn đè nặng ở trên người mọi người, làm cho mọi người không ngừng run rẩy, ngay cả linh hồn cũng run rẩy. Đó là một loại khủng hoảng đến từ sâu trong xương cốt, bên trong linh hồn. Cường giả bán thánh còn tốt, những huyền giả dưới bán thánh không chịu nổi, rất nhiều huyền giả trực tiếp ngã trên mặt đất. Dương Diệp cũng bị ảnh hưởng, hắn vội vàng phóng ra kiếm ý bao phủ mình, chống lại uy áp khủng khiếp do lôi điện màu tím phát ra. Cái gì là diệt thế thần lôi? Nhìn thần lôi màu tím sậm kia, trong mắt Dương Diệp cũng có vẻ nghiêm trọng. Diệt thế thần lôi chính là sử dụng để diệt thế. Tần Bất Phàm nói. Nếu nó rơi xuống, không cần phải nói, toàn bộ thánh địa này sẽ lập tức biến thành cho bụi. Ở trong tinh vực vô tận, cho dù là mấy vạn năm cũng sẽ không xuất hiện vật này, không nghĩ tới lần này nó tự nhiên xuất hiện ở đây. Nói đến đây, Tần Bất Phàm mắng một tiếng, nói. Lão tử cũng không hiểu, cho dù lần này giết chết một thiên đạo, giết người rất nhiều, nhưng không đến mức làm cho nó đánh xuống diệt thế thần lôi, lẽ nào thế giới này có thứ gì uy hiếp được nó? Làm cho nó không tiếc đánh xuống diệt thế thần lôi để hủy diệt sao? Ai có thể đủ uy hiếp được nó? Dương Diệp nói. Tần Bất Phàm lắc đầu, nói. Ngươi không biết, loại diệt thế thần lôi này bình thường sẽ không xuất hiện. Ta nói như thế vì từng có một thế giới có người giết mấy trăm tỷ người để luyện huyền bảo, nhưng ngay cả như vậy, thiên đạo nơi đó cũng không có đánh xuống diệt thế thần lôi, mà giáng xuống kiếp lôi lợi hại khác. Diệt thế thần lôi này sẽ chỉ xuất hiện vào lúc nó cảm nhận được nguy hiểm. Cuối cùng là ai châu bò tới mức làm cho nó cũng cảm nhận bị uy hiếp chứ? Nói xong, hắn đột nhiên nhìn về phía Dương Diệp, nói. Sẽ không là ngươi chứ? Khóe miệng Dương Diệp khẽ giật, nói. Ngươi cảm thấy có khả năng sao? Tần Bất Phàm nói. Cũng phải, cho dù ngươi cũng có chút biến thái, nhưng nếu nói ngươi có thể uy hiếp được thiên đạo của thiên ngoại thiên, đánh chết ta cũng không tin. Không sao, cứ xem đi, thần lôi này sẽ đánh xuống người uy hiếp nó, ta thật ra muốn xem thử, đại lục huyền giả này có ai lợi hại như vậy, có thể uy hiếp được thiên đạo của thiên ngoại thiên. Ta cũng rất tò mò. Dương Diệp gật đầu và nói. Sau khi diệt thế thần lôi đi ra, nó hơi dừng lại giống như đang tìm kiếm gì đó, rất nhanh đã thấy nó chuyển động, mũi kiếm chậm rãi rơi xuống vị trí nào đó. Theo thần lôi màu tím sậm kia hạ xuống, không trung xuất hiện một cảnh tượng quỷ dị, bên trong ẩn chứa lực lượng mạnh mẽ làm cho không trung lập tức vỡ ra, từng tiếng không khí nổ mạnh vang vọng bầu trời, không chỉ có vậy, những không gian này còn bị khí áp mạnh mẽ đè ép trực tiếp vặn vẹo biến hình. Ở trong ánh mắt của mọi người, thần lôi màu tím sậm kia vẫn tiếp tục rơi xuống, lúc đầu không nhìn ra nó nhằm vào ai, nhưng rất nhanh, mọi người đã thấy rõ. Mũi kiếm thần lôi màu tím sậm kia chích vào chỗ đám người Dương Diệp đứng. Thấy thế, đám người Dương Diệp vội vàng tránh ra. Bọn họ né tránh rất nhanh, chỉ còn lại Dương Diệp cùng Mạc Lão, Nhân Nhân, Tần Bất Phàm. Ngươi nói, nó đang chỉ mũi kiếm vào trong chúng ta. Tần Bất Phàm bỗng nhiên nói. Dương Diệp nhìn về phía Mạc Lão cùng Lục Ngôn, hai người khẽ gật đầu, cơ thể thoáng di chuyển, lùi đến phía xa, mà diệt thế thần lôi phía chân trời không có thay đổi vị trí, vẫn tiếp tục hạ xuống về phía chỗ ba người Dương Diệp đứng.
Tần Bất Phàm nhìn về phía Dương Diệp, nói. Ta cá là nó tuyệt đối nhằm vào người, nếu như không phải, ta một đấu một với nó. Nói xong, cơ thể hắn thoáng di chuyển, lùi qua một bên. Diệt Thế Thần Lôi vẫn rơi về phía chỗ Dương Diệp đứng. Giờ phút này, tất cả mọi người hiểu rõ Diệt Thế Thần Lôi nhằm vào Dương Diệp. Ánh mắt mọi người đều nhìn về phía Dương Diệp. Thành thật mà nói, lúc này Dương Diệp có chút ngỡ ngàng, phần nhiều chính là cảm thấy thật oan uổng. Hắn tự hỏi lương tâm, thực lực của hắn quả thật không tệ, cho dù gặp bán thánh cao cấp cũng có thể đủ sức đánh một trận, nhưng nếu nói uy hiếp được thiên đạo của thiên ngoại thiên thì quá vô nghĩa. Thiên đạo của thiên ngoại thiên thậm chí có thể giết chết được cả cường giả cảnh giới thánh giả. Ngươi có phải bị nhầm không? Nhìn này thần lôi màu tím trên bầu trời càng lúc càng gần, Dương Diệp nuốt nước bọt, khẽ nói. Thần lôi màu tím sầm tiếp tục hạ xuống. Trong mắt Dương Diệp lóe lên sự hung ác, tay phải vỗ nhẹ vào Nhân Nhân, đẩy nàng ngã ra xa, sau đó cổ tay thoáng động, một thanh trường kiếm xuất hiện ở trong tay hắn, hắn dùng kiếm chỉ lên trời cao. Người nếu phạm ta, ta phải giết người, nếu trời phạm ta, ta nhất định nghịch thiên, ta. Giọng nói của Dương Diệp đột nhiên ngừng lại, tất cả mọi người. Đó đều sửng sốt, bởi vì Diệt Thế Thần Lôi lại có thể dịch chuyển, nó đi tới đỉnh đầu của Nhân Nhân. Mọi người bừng tỉnh hiểu ra, hóa ra mục tiêu của Diệt Thế Thần Lôi là tiểu nữ hài này. Dương Diệp sửng sốt, Tần Bất Phàm cũng sửng sốt, Nhân Nhân càng vô tội nháy mắt. Ta thật sự phải một đấu một với nó à? Tần Bất Phàm nuốt nước bọt, trán hiện ra một giọt mồ hôi lạnh. Quả thật không làm gì được thứ này. Nhìn thấy cảnh tượng như vậy, Mạc Lão cùng Lục Ngôn lập tức thở phào nhẹ nhõm, cho dù là hai người bọn họ vẫn không có cách nào để được Diệt Thế Thần Lôi này, đặc biệt là Lục Ngôn, cho dù hắn đã khôi phục lại thực lực trước đây, cũng không tin có thể đỡ được Diệt Thế Thần Lôi này. Đồng thời, bọn họ đang tò mò vì sao Diệt Thế Thần Lôi này phải nhằm vào Nhân Nhân. Không chỉ bọn họ, tất cả mọi người ở đó đều hiếu kỳ. Duy nhất chỉ có Dương Diệp. Hắn còn nhớ rõ Nhân Nhân từng nói với hắn, một lão già nói thể chất của nàng có thể cắn nuốt tất cả vật chất, lúc đó, hắn không cảm thấy tất cả những điều này có ý nghĩa gì. Nhưng bây giờ, hắn đã hiểu rõ. Thế giới là do vô số loại vật chất cùng với các loại pháp tắc tạo thành, có thể cắn nuốt tất cả, nói cách khác, nàng trưởng thành lên thì có khả năng cắn nuốt được cả thiên đạo của thiên ngoại thiên. Nhân Nhân mới là người khủng khiếp nhất thế giới này. Bị Diệt Thế Thần Lôi phong tỏa, trong mắt Nhân Nhân xuất hiện vẻ sợ hãi, bản năng nói cho nàng biết, cái kia rất nguy hiểm, vô cùng nguy hiểm, nàng căn bản không phải là đối thủ của nó. Ở dưới tình huống như vậy, trong tiềm thức nàng gọi ra hai chữ ca ca. Nàng vừa dứt lời, Dương Diệp đã xuất hiện ở bên cạnh nàng, cầm tay nàng. Đừng! Lục Ngôn cùng Mạc Lão quá khiếp sợ, muốn ngăn cản Dương Diệp lại lắc đầu, ngăn cản hai người. Hắn đương nhiên biết rõ hành động này có ý nghĩa như thế nào, nhưng hắn có thể thấy chết mà không cứu được. Nếu như là người khác, hắn đương nhiên có thể, nhưng đây là Nhân Nhân, nàng đã từng cứu mạng hắn. Ca ca đi đi, Nhân Nhân đột nhiên nói. Cái này rất lợi hại, Nhân Nhân cũng đánh không nổi, ca ca sẽ chết mất. Dương Diệp hít sâu một hơi và cầm tay Nhân Nhân, dịu dàng nói. Nếu như ca ca thật sự không ngăn cản được, vậy muội cũng đừng sợ. Ca ca cùng chết với muội. Hắn nói cùng chết với Nhân Nhân, cũng không phải là lời nói kích động, mà hắn thật sự nghĩ như vậy. Cả đời này, hắn thuận theo tâm tư của mình làm việc, bởi vậy bất kể là giết người hay cứu người, hắn đều có thể làm được mà không thẹn với lương tâm. Nếu như lần này hắn vì Diệt Thế Thần Lôi mà buông tha Nhân Nhân, vậy hắn sẽ không làm được điều đó nữa. Con người sống cả đời, không có khả năng mọi chuyện đều như ý, nhưng đối với Dương Diệp, không thẹn với lương tâm là được. Nhân Nhân nhìn Dương Diệp, trong mắt không có vẻ sợ hãi nữa, chỉ có một cảm giác phức tạp mà chính nàng cũng không rõ là gì. Giờ phút này, tất cả mọi người đang nhìn Dương Diệp. Đúng là một kiếm hoàng tốt. Người nói là thánh chủ của cổ thánh thành. Không trách được Nhân Nhân sẽ tín nhiệm hắn như vậy. Lão già mắt mù ở vô danh thành khẽ lắc đầu. Không trách được Lôi Lâm tín nhiệm người như vậy, nếu như nàng sớm gặp ngươi. Sẽ không sống cô độc cùng đau khổ nhiều năm như vậy. Tiểu Anh nhìn chằm chằm vào Dương Diệp, trong mắt có phần ôn nhu. Lúc này, Hà Chí Tôn đột nhiên nói. Dương Diệp, cho dù ta nhìn ngươi rất khó chịu, nhưng không thể không nói ngươi là một nam nhân.
Cường giả thánh địa và huyền giả nghịch chủng còn lại đều khẽ gật đầu, trong mắt xuất hiện một sự tôn kính. Thật ra rất nhiều người còn không sợ chết, nhưng có thể chết vì người khác, vậy thì rất ít có người có thể làm được. Diệt thế thần lôi khủng khiếp thế nào, mọi người ở đây đã cảm nhận được, không có bất cứ người nào có thể chống lại nó. Cho dù là cường giả bán thánh cũng vậy. Nhưng Dương Diệp lại dám đối mặt, không nói gì khác, chỉ riêng phần dũng khí này đã làm cho rất nhiều người ở đây phải kính nể. Tốc độ của diệt thế thần lôi này rất chậm, nhưng nó mang theo uy áp khủng khiếp khiến mặt đất sụp xuống, không gian vỡ thành mảnh nhỏ, tất cả những ngọn núi trong mấy chục vạn trường xung quanh đều biến thành đất bằng phẳng. Dương Diệp nhìn thần lôi màu tím phía chân trời chỉ cách hắn không tới mấy trăm trượng, trong mắt vô cùng bình tĩnh. Hắn sợ sao? Tất nhiên là sợ, hắn căn bản không thể chống đỡ được thứ này. Sợ nhưng không có nghĩa là hắn không dám ra tay. Nam nhân có thể tàn, có thể chết, nhưng tuyệt đối không thể hàng. Cổ tay thoáng động, vỏ kiếm cổ xuất hiện ở trong tay hắn, đột nhiên hắn dường như nhớ ra điều gì, quay đầu lại nhìn về phía cách đó Tần Bất Phàm không xa, nói. Tần Bất Phàm, nếu như ngươi là một nam nhân thì tới thực hiện lời hứa của ngươi vừa rồi đi. Má nó. Khuôn mặt Tần Bất Phàm nhăn nhó. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Hết tập 64.